Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Thanh Hùng, là một cây viết rất quen thuộc trên kênh chúng ta, với rất nhiều những tập truyện ngắn dân gian cùng những series truyện những vùng đất âm hồn rất là hay. Có một số quý thính giả hỏi về cái series truyện những vùng đất âm hồn đó, thì hiện tại Huy đang giữ bản full rồi, đang trong quá trình biên tập và Huy sẽ sớm làm sớm thôi để mà gửi đến cho quý thính giả nghe truyện cho nó trọn vẹn. Đó là series gồm những cái câu chuyện như là Áo Dài Ma, Quán Trọ Ma, Sao Án Sương Mờ đó, mọi người đã nghe lúc trước. Mỗi một phần như vậy thì có khoảng 2-3 tập. Còn ngày hôm nay là một tập truyện ngắn dân gian của Nguyễn Thanh Hùng, Vùng Quê Có Ma. Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo thuộc vùng Hà Nội. Đến tận bây giờ nó vẫn giữ được nét cổ kính và giữ được cả cái nghèo nữa. Bố mẹ kể rằng ngày chào đời, tôi không có khóc, phải đánh liền 7 cái mới chịu cất tiếng oe oe. Tuy nhiên được một lúc thì lại nín thinh. Đã vậy, nhìn thấy ông ngoại, tôi còn nhoẻn miệng cười. Gia đình của tôi làm nông bao đời, nhưng đến đời ông ngoại thì chuyển hướng. Ông là một thầy Pháp có tiếng trong vùng, lan ra cả những làng xã lân cận. Ông nói hiện tượng khi tôi sinh ra chính là biểu hiện của một người có năng khiếu học đạo. Sấm chớp trên trời đánh ầm ầm, mây đen kéo đến, chính là ma quỷ muốn đến để bắt hồn tôi. Vì khi đó hồn của tôi còn chưa nhập hoàn toàn vào thể xác, rất đại bổ cho yêu ma quỷ quái. Ấy thế mà tôi vẫn cứ sống nhăn răng ra và lớn lên, chứng kiến rất nhiều chuyện ma mị của vùng quê nghèo này. Đến bây giờ lớn rồi, tôi vẫn thích theo ông vẽ bùa, học đạo. Ông đã lớn tuổi, nhưng buổi chiều rảnh rỗi thường ngồi gần ông, rồi tôi thủ thị. Ông ơi, ông kể cho con nghe chuyện ông bà, mẹ với cậu hồi xưa cho con nghe đi. Ông cười hiền từ, miệng chỉ còn mấy cái răng, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi bắt đầu kể. Ông kể lại những câu chuyện ma tâm linh mà cái nơi này đã từng xảy ra. Ông ngoại tôi tên là Thành, là dân gốc Bắc. Trước đây thời trai trẻ đi lang bạt kỳ hồ, lang thang khắp xứ, rồi sau đó lặn lội qua biên giới bên Trung Quốc nữa. Sau đó bén duyên với nghề thầy Pháp, bắt ma, trừ tà, xem bói, xem phong thủy. Sau khi học thành tài thì ông bén duyên luôn với con gái của sư phụ của mình, tên là Vương Diệu Quân. Sau này người ta hay gọi là bà Vương. Hai người sinh sống ở bên Trung Quốc. Nhưng rồi sư phụ của ông lớn tuổi, sức khỏe ngày một yếu. Được vài năm sau khi hai người kết hôn thì sư phụ ông mất. Canh cánh trong lòng nỗi nhớ quê hương, và sau một biến cố, ông cùng với bà, mẹ tôi và cậu quay về cố hương. Hai ông bà sinh được hai người con, mẹ tôi tên Tuyết, cậu của tôi là cậu Nam. Sau khi có hai đứa con rồi, ông vẫn đi theo con đường của sư phụ, bắt ma trừ tà, kiếm kế sinh nhai. Rồi năm tháng dần qua, cái ngày định mệnh đau khổ nhất cũng đến. Hôm đó tiết trời Trung Quốc lạnh giá vô cùng, tuyết rơi nhiều, gió thốc lên từng cơn lạnh lẽo. Bên trong nhà bà Vương đang đốt củi, nhóm lò sưởi ấm cho hai đứa con. Ông Thành ngày hôm đó đi trừ tà cho một cô gái làng bên. Nghe nói cô gái này đi khuya về ngang khu nghĩa địa, cho bị ma nó nhập vô phá phách. Bên ngoài trời thì lạnh, bé Tuyết ngồi im trên chiếc ghế bập bên. Khi đó vừa lên 10, em mình là Nam vừa lên 8. Bà Vương nhóm lò xong thì đi xuống bếp nấu ăn. Trước khi đi còn không quên dặn Tuyết. Con Tuyết coi chừng em cho cẩn thận nghe chưa, đừng để em ra ngoài tối rồi, lạnh lắm đó. Tí nữa ba mấy đứa về á, thấy nghịch là ba đánh đó nghe chưa. Con Tuyết ngồi trên ghế, đang mân mê con búp bê bằng trơm. Nghe mẹ dặn như vậy, nó nói: dạ, mẹ cứ để em đó con coi cho, mẹ vô nấu cơm cho bố về ăn đi. Bà Vương yên tâm đi vào bếp nấu ăn.
để cho hai đứa con chơi ở bên ngoài nhà. Một lúc sau thì nghe ầm một cái, tiếng con Tuyết khóc ré lên. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, cứu con với. Bà Vương ném đũa chạy ra, thấy con Tuyết đang bám lấy cánh cửa, miệng thì kêu lên thảm thiết. Hai chân như bị một sức mạnh nào đó kéo ra ngoài. Bà Vương tuy không theo nghề của cha mình, nhưng cũng con nhà nội, nên có chút pháp thuật phòng thân. Bà lẩm nhẩm độc chú, rồi vẽ ra trên không khí một lá bùa, đẩy mạnh về phía chân con Tuyết. Khi nghe thấy một tiếng hét lên rồi biến mất đi, con bé rơi bịch xuống đất, miệng không ngừng khóc lớn. Bà vội vàng vào bế con, cắt máu trên ngón tay của mình, chấm một chấm giữ hồn của con ở trên trán. Đợi nó bình tĩnh lại, bà mới hỏi: Nè, em con đâu rồi? Thằng Nam đâu rồi con? Dạ, có ai đó bắt em đi rồi, con không nhìn thấy nữa. Ai bắt em đi rồi? Họ định bắt con, mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi. Bà Tuyết trườm trướm nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh an ủi con. Rồi bà nói: Bây giờ con ngồi im ngay chỗ này nghe chưa, không được đi đâu hết. Ngồi trước bàn thờ của ông đó. Mẹ đi ra ngoài tìm ba của con, tìm em của con nữa. Nói xong, bà dùng tay vẽ xuống nền nhà một vòng tròn bằng máu của mình. Sau đó vẽ ra một lá bùa ở ngay chính giữa, bế con bé đặt vào bên trong. Trước khi đi, bà còn không quên quay lại dặn: Con nhớ ngồi yên ở đây, không được sợ, và không được bước ra khỏi đó nghe. Trong nhà có ông của con đừng sợ cái gì hết. Mẹ tìm bố tìm em con gì. Bà chạy đi ngay. Con Tuyết nhìn lên di ảnh của ông thì không còn sợ nữa. Bà Vương chạy một mạch đi qua làng bên tìm chồng. Ông Thành khi đó đang ngồi nói chuyện với gia chủ thì nghe bên ngoài có tiếng la: Ông Thành ơi, ông đâu rồi? Về nhà nhanh, có chuyện rồi. Ông Thành à. Bà mệt bở hơi tay, đi liễn xiển vô trong nhà. Ông Thành chạy ra đỡ vô nhà cho hỏi: Sao bà chạy lên đây làm gì? Sao không ở nhà với con đi? Có chuyện gì sao mà... Từ từ, uống miếng nước ấm đã. Ông bê lên cho bà cái chén nước chè ấm. Bà tu một hơi hết, rồi miếu máu nói: Ông về nhà nhanh đi, thằng Nam có chuyện rồi. Nó bị ai bắt đi rồi, nhanh đi ông. Cái gì? Thằng Nam bị bắt hả? Ai bắt thằng Nam? Tôi không biết nữa, ông về nhà nhanh đi, con Tuyết nó còn đang ở nhà đó. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về đến nhà thì thấy con Tuyết đã ngủ gục ở dưới đất, bên trong cái vòng tròn mà bà Vương đã vẽ ra. Ông Thành bước vô nhà thì đã kêu lên: Con quỷ nước nó vô nhà, mùi nặng lắm, chắc chắn là nó rồi. Cái con này nó sắp thành tinh đó. Được rồi, hôm nay ông nhất định phải giết được mày. Ông Thành nói trong sự tức giận, định chạy đi thì sực nhớ tới vợ và con. Ông căng dặn: Bà với con cứ ở trong nhà đóng kín cửa lại, con quỷ nước này nó đến tìm tôi trả thù đó. Yên tâm đi, tôi xem mệnh cho thằng Nam rồi, số nó thọ lắm. Hôm nay mới có 13 âm thôi, 15 là đêm trăng tròn. Nếu nó muốn hại thằng Nam thì phải còn 2 ngày nữa. Hai mẹ con trong nhà nhớ đọc chú trấn tạ đi. Rồi ông lao ra giữa trời tuyết trắng xóa, chạy đi trong màn đêm. Đến một mảng rừng khá rậm rạp, lúc này mới dừng lại thở hổn hển. Từ từ men theo con đường không có ai qua lại, đầy những cây rậm phủ kín tuyết, đi vào trong rừng. Một lúc sau thì bắt gặp một cái đầm nước, nước đen như mực. Mùa tuyết rơi nhưng nước ở đây chỉ đóng có chút xíu băng mà thôi. Ông đi một đôi giày do vợ bệnh bằng rơm, nên tiếng bước chân rất nhỏ. Lúc này đã ngửi thấy mùi quen thuộc của con quỷ nước. Nói là quỷ nước thì thật ra chính là cái xác vô chủ thối rữa gần hết, bị một con ma chết đuối nào đó hợp thể, giống như một cái bộ xương di động vậy. Nhưng mà nó rất nhanh, nếu như người thường nhìn thấy nó chạy qua có khi tưởng là một cơn gió, nhưng người trong nghề như ông Thành không còn lạ lẫm gì. Con quỷ nước này ghi hận ông Thành vì trước đây mấy năm nó dẫn dụ mấy cô gái trẻ đến mép hồ với ý định dìm chết họ, bắt hồn làm tay sai, nhưng rồi bị ông đánh cho trọng thương. Nói đúng hơn là ngang sức ngang tài, vì khi đó ông mới ra nghề, ngựa non háo đá nên chủ quan,
đánh một trận long trời lở đất với nó, ông cũng bị thương, mà nó cũng vậy. Sau đó ông vì làm việc nhiều quá mà quên bén mất đi. Không ngờ chừng ấy năm trôi qua, nó vẫn mang theo mối thù, muốn bắt hai đứa con của ông. May mà bà Vương đã chạy ra kịp, cứu được con Tuyết. Ông đi nhẹ nhàng, lấy ra một cái la bàn, bên trong chi chít ký tự và bộ chú. La bàn này có tác dụng chỉ phương hướng có yêu ma quỷ quái. Chiếc la bàn vừa đem ra thì kim xoay tít mù. Ông nghĩ nó bị hư nên khẽ vỗ nhẹ mấy cái, nhưng cây kim vẫn không ngừng chuyển động. Ông Thành liền à lên một tiếng. Quá trời nơi này có lực mạnh như vậy. Không ngờ mới chừng đó năm mà nó lại mạnh tới như vậy. Để xem lần này hưu chết về tại ai. Tao nhất định phải tiêu diệt được mày, để trừ đi cái hậu quả sau này. Bây giờ phải tự dùng kinh nghiệm bắt ma của mình để tìm ra con quỷ nước kia. Ông Thành cho rằng nếu nó bắt thằng Nam đi thì tất nhiên phải có nơi ẩn nấp kín đáo. Như vậy thì cũng lanh quanh đâu đây mà thôi. Ông nhẹ nhàng đi đến mặt nước nhìn xuống. Phía dưới khá là đen, vì trời tối nữa cho nên nhìn không rõ được. Mãi một lúc sau mới tìm thấy một gốc cây mục cỡ ba người ôm. Bên trên chằng chịt dây leo bao phủ. Xung quanh có vài dấu vết để lại, chứng tỏ là có người ra vô nơi này. Ông nhanh chóng khẳng định rằng phía dưới gốc cây mục này chính là hang ổ của con quỷ nước kia. Ông nhẹ nhàng len lỏi giữa những đám dây leo, đi đến gốc cây mục thẳng đứng, vén đám bụi nhùi qua một bên. Quả nhiên, nó mục trỏng một cái hốc khá to ở giữa, nhắm vừa hai người lớn nhảy vô dẫn lọt. Nghe có tiếng gió rít qua, chứng tỏ nó còn dẫn đi thông ở đâu đó. Ông sợ đánh động con quỷ nước nên nhặt một que củi thả xuống để xác định độ sâu của cái hốc cây. Khi nghe tiếng phát ra, ông nhẩm chừng sau 3 mét. Nghe ngóng một lúc, ông bắt đầu nhảy xuống. Chỉ nghe soạt một tiếng, ông đã ở phía dưới gốc cây rồi. Quá ra nơi này là một hang động thiên nhiên. Gió rít qua kẽ đá nghe rợn người vô cùng. Tĩnh tâm một lúc, ông dùng mũi đánh hơi cái mùi đặc trưng của con quỷ nước để xác định phương hướng. Cái hang này rộng vô cùng, ông cũng chưa từng nghe ai nhắc về nó. Xác định một hồi, cuối cùng ông quyết định đi theo cái hướng có mùi nồng nặc nhất. Cứ thế lầm lũi trong bóng tối, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Rồi đến một cái hang lớn hơn, rộng hơn chỗ lúc nãy rất nhiều. Nơi này mùi hôi thối của xác chết phân quỷ xộc ra đậm đà lắm. Vì quá quen rồi nên biết chính xác cái mùi thối này là mùi của xác người chết. Ông mới đi theo cái mùi thối đến một đoạn nữa thì chân dẫm lên một cái xác. Ông vội nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi đang đi tìm con của tôi. Nó bị con quỷ nước bắt đi. Có gì sơ sót mong các vị bỏ qua. Sau này tìm được con, tôi sẽ siêu độ cho các vị." Sau khi khấn vái với những bộ xương xấu số kia, ông tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng ngày mùi tử thi càng nặng, kèm theo gió lạnh ùa tới. Lần vào hang một đoạn nữa thì có hai cái ngã rẽ. Không biết chọn hướng nào thì bỗng dưng bên tai ông nghe có tiếng thúc thích của trẻ con khóc. Lắng nghe cho kỹ rồi chọn cái hang bên phải và lao đi. Ông lao ra khỏi hang thì gặp một cái lồng bằng gỗ vô cùng lớn. Những cây gỗ được cột lại với nhau bằng sợi dây rừng. Bên trong có mấy đứa trẻ con. Ông nhìn kỹ thì thấy cả thằng Nam con của mình. Ông quên mất con quỷ nước, chạy tới định gỡ cánh cửa ra để cứu con. Ai ngờ vừa tới nơi, một đôi tay chỉ toàn da bọc xương đen đúa, hôi thối, từ phía sau lao tới. Ông cảm nhận được sự nguy hiểm nên nhanh chóng lăn mình một vòng về phía trước. Nhận ra con quỷ nước đen thui đang đứng ngay cái vị trí của mình ban nãy. Nó định tấn công tiếp thì ông nhanh tay ném ra một nắm bột, chính là độc môn của sư phụ truyền lại. Con quỷ nước bị dính cái bột này thì đứng im la hét, vì cái xác đang cư ngụ bị thứ bột kia làm cho bong tróc những cái lớp da khô ra, lộ phần xương bên trong. Con quỷ nước nhanh chóng lăn vài vòng trên đất để ngăn chặn sự phân quỷ lây lan. Ông nhận lúc nó còn đang xử lý cái xác,
đã nhanh chóng cắn máu đầu ngón tay, lấy ra một tờ giấy màu vàng, vẽ nhanh một lá bùa trấn tà lên, rồi dán vào cái lồng gỗ kia. Lá bùa này có tác dụng bảo vệ những đứa trẻ bên trong, vì bây giờ nếu thả hết ra có thể sẽ nguy hiểm hơn nữa. Lại còn khiến cho ông phải phân tâm. Lần này ông quyết tâm tiêu diệt con quỷ nước này, trả lại sự bình yên cho bà con nơi đây. Con quỷ nước đã đứng dậy được. Trên người nó bây giờ nhìn khá là kinh dị. Nơi nào bị dính bột thì lồi xương trắng ra, còn nơi nào chưa bị thì vẫn là lớp da khô đét. Nó hét lên một tiếng, phát ra cái giọng ồm ồm khó nghe, kèm theo mùi hôi thối bay đến trước mũi của ông. Thằng đạo sĩ kìa, hôm nay tao giết cả nhà mày tại nơi này. Mối thù mấy năm trước tao tính đủ với mày. Nói xong nó lao đến, dùng những cái móng tay sắc nhọn như lưỡi dao thọc thẳng vào cổ của ông. Ông nhanh chóng cúi người xuống, đấm mạnh vào bụng của nó. Con quỷ nước điều khiển cái xác bị đánh bật ra xa, lăn mấy vòng trên đất. Ông nhanh chóng lấy một cây đèn cầy lớn, cháy rất lâu và khó bị gió thổi tắt, đốt lên rồi ném ra xa. Cả cái hang lập tức sáng trực lên. Con quỷ nước bị đánh ngã ra, nó nhanh chóng bật dậy, lại tiếp tục lao đến ông. Miệng bỗng phun ra một dòng nước đen, kèm theo cái mùi tanh tưởi khủng khiếp lắm. Ông bị bất ngờ, nhảy sang một bên, nhưng đã chậm một khắc, bị chút chất đen đó dính vào bả vai. Cái áo khoác trên người nhanh chóng bị ăn mòn, cánh tay chỗ phần đó cũng bị tương tự. Ông đau đớn kêu lên, nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc bột màu đỏ đổ vào vết thương, làm tốc độ ăn mòn bị chậm đi, bốc lên cái mùi thối vô cùng. Lúc này bên trong chiếc lồng gỗ, thằng Nam hét lớn: "Ba ơi, cẩn thận!" Ông nhìn thấy con quỷ nước đang đánh đến, cố nhịn đau lùi lại, máu ứa ra từ vết thương. Lần này không đánh chính diện nữa, ông dùng kế sách vây nó trong trận pháp. Ông vẫn cố gắng né tránh những cái móng sắc nhọn của con quỷ nước, vừa dùng tay đóng nhanh xuống đất mấy cái cọc tre, cọc chỉ đỏ, bên trên còn có những đồng xu. Chạy vòng tròn một lúc thì cũng lập xong trận. Cái gậy cuối cùng cũng vừa đóng xong. Con quỷ nước phun cái chất lỏng như lúc nãy thêm một lần nữa. Ông hét lên: "Sát trận khởi, để xem hôm nay tao giết mày hay mày giết tao." Ông nhảy nhanh ra khỏi trận, vừa hô lên sát trận khởi động, vây con quỷ nước vào bên trong. Con quỷ nước phun không trúng thì tức điên lên: "Tao giết mày, tao giết chết mày." Ông nhanh chóng niệm chú, khởi động pháp trận mạnh nhất. Từ bên trong sát trận kia, những tia lửa bắt đầu bùng lên. Đây không phải là lửa thường, mà chính là nghiệp hỏa. Ác nghiệp càng nặng thì lửa càng có màu xanh. Con quỷ nước hét lên trong đau đớn, thân xác có dấu hiệu bị tan rã nhanh, và cuối cùng chỉ còn một đống tro tàn. Bên trong bây giờ chỉ còn linh hồn của nó, thân đen thui như một cây cổ trái vậy, miệng há ra kêu lên những tiếng đầy khó hiểu. Từ bên trong tỏa ra vô vàn làn khói đen, đó chính là những oan hồn của những người bị nó giết. Trước khi tan biến, nó còn hét lên đầy oán hận: "Tao hận, tao hận con." Ông thở phào ra nhẹ nhõm, nhưng rồi cũng nhanh chóng phun mạnh ra một ngụm máu lớn. Có lẽ cái dòng chất lỏng của con quỷ nước lúc nãy là có độc. Ông ngã lăn ra đất. Thằng Nam lúc này cũng hiểu ra chuyện, nó khóc gọi cha liên tục. Ông nằm dưới đất, một lúc sau cơn đau suy giảm đi. Nghe tiếng khóc của con thì bừng tỉnh dậy. Bằng chút sức lực ít ỏi cộng với tình yêu thương con trai, ông đã gượng dậy được, đi tới gỡ lá bùa ra, mở cánh cửa rồi thả mấy đứa nhỏ bên trong. Thằng Nam khi đó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Thấy cha tháo cánh cửa ghép bằng những thanh gỗ to mệt rã rời, cánh tay lại đang phun máu mạnh ra, liền chạy tới phụ giúp. Nhưng sức của một đứa bé 8 tuổi thì không nhầm nhò gì. Nó hét lên: "Này mấy anh kia, lại phụ ba em với. Ba em mà xỉu nữa là con ma nó bắt mấy anh đi nữa." Có lớn có nhỏ, lúc nhúc đầu tầm chục đứa. Đứa thì khóc, đứa thì ngồi bệt xuống đất gọi cha gọi mẹ. Nghe thằng Nam quát lên thì im phắt đi.
liền lật đật súng lại đỡ ông Thành lên. Cuối cùng thằng Nam cầm đèn cậy đi trước. Con nhà nội có khác cũng học được chút kinh nghiệm. Nó giơ cây đèn cậy lên cao, ngọn lửa nghiêng về phía nào thì đi ngược lại mà tìm được đường ra. Quả nhiên đi tầm 15 phút thì thấy được đường ra. Bên ngoài trời tối đen như mực, không biết đây là đâu. Nó quay lại nói với mấy đứa kia: "Thôi bây giờ tối rồi, tụi mình mà đi ra ngoài á, lỡ mai mà có nguy hiểm thì không làm sao được hết á. Tối nay tụi mình nhặt củi đốt lên trong hang sưởi ấm đi, rồi sáng mai kiếm đường về." Tùy lo cho bố của mình, nhưng Nam vẫn suy nghĩ thấu đáo. Mấy đứa kia đặt ông Thành xuống đất, sau đó nhặt một ít lá cây mục lót thành một cái ổ, rồi nhặt thêm mấy cành mục vô đốt lửa. Ông Thành đã bất tỉnh đi. Thằng Nam thường ngày vẫn mày mò nhìn cha chế thuốc, chế bùa, nên lục trong cái túi của ông ra một đống chai lọ, đưa lên mũi ngửi. Đến lọ thứ ba nó dừng lại, đổ ra một viên thuốc màu đen. Đây là thuốc trị thương khá hiệu quả, độc môn mà sư phụ của cha mình truyền lại. Sau khi cho cha uống thuốc xong, Nam lấy cái thứ bột mà khi nãy đánh nhau với con quỷ nước, chắc lên vết thương trên vai cho ông Thành. Vẫn còn một chút máu đen rỉ ra, nó lấy hai tay nhỏ bé đè vào miệng vết thương để ép máu độc ra. Ông Thành thấy nhói nhói, giật mình tỉnh lại mà kêu lên: "Nam à, con có sao không?" "Con không sao. Ba ơi, ba đỡ chưa? Ba ráng chịu đựng nha, con nặng máu độc trên vai ba ra nha." Không đợi cha trả lời mà nó đè mạnh tay xuống tiếp. Máu đen lại chảy ra, kèm theo cái mùi tanh tưởi vô cùng. Mất chừng một hồi lâu sau thì bắt đầu đến máu đỏ tươi. Nam liền ngừng lại, lấy một ít thuốc bột rắc vô, dùng vải cột lại. Ông Thành được đỡ nằm trong đống lá. Nãy giờ mấy đứa trẻ kia cũng đã đốt lửa lên được rồi. Ông cũng đã đỡ đau nhiều, cố ngồi thẳng dậy, vươn cánh tay bị thương ra cho máu lưu thông. Rồi ông hỏi thằng Nam: "Nè, là con tìm đường ra đây phải không?" Thằng Nam gật đầu không nói gì. Ông nói tiếp: "Con làm như vậy là đúng lắm. Lần sau có nguy hiểm thì phải nhớ an toàn của mình trước. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta tìm đường về nhà, kêu mẹ con lo. Mấy đứa con cũng lại đây nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta về làng rồi tính tiếp." Mấy đứa trẻ chạy lại cái ổ lá nằm xuống. Ánh lửa lập lòe trong đêm, những đứa trẻ vô tư vô lo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ông Thành ngồi gác ở đó, đến gần sáng thì cũng bắt đầu thiêu thiêu. Ông nằm mơ thấy mình đang đứng trước căn nhà ở Việt Nam, có kèn trống đám ma. Tiến đến nhìn vào, bên trong di hài của cha ông đang còn quàng chăn ở trên giường. Mọi người khóc thúc thích, mẹ ông thì miệng không ngừng gọi tên: "Thành ơi, con đang ở đâu vậy? Cha con mất rồi." Ông giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên mặt, dự cảm không tốt về giấc mơ này. Lúc đó tiếng gà gáy vang vọng, báo hiệu trời đã sáng. Những đứa trẻ cũng giật mình tỉnh dậy. Ông nói ngay: "Thôi dậy đi mấy đứa, trời sáng rồi. Chúng ta tìm đường về làng thôi. Nhanh kéo người nhà càng thêm lo lắng đó." Mười mấy người dìu dắt nhau ra khỏi cái hang động đầy tội ác đó. Khi ra bên ngoài, ông đứng trước cửa hang để xác định phương hướng. Nhìn sơ một lượt thì nói: "Ta đoán đây có thể là ngọn núi Lão Hổ phía sau ba làng. Bây giờ chúng ta dòng hết quãng rừng này là có thể về làng rồi. Không ngờ ngọn Lão Hổ này lại ăn thông xa tới vậy." Ông và đám trẻ vừa đi vừa gạt cây rừng ra một bên. Xuống phía dưới xa nhìn lại mới thấy ở góc này cái hang bị khuất. Vì thế có thể nhiều người đã đến đây nhưng không phát hiện ra nó. Cái hang nhìn giống như một cái mông của con cọp vậy. Đi hơn một tiếng thì bắt đầu xuống tới vùng rừng thấp. Xa xa có loáng thoáng tiếng gọi của người làng. Ông còn nghe thấy cả tiếng vợ của mình nè. Đi thêm một chút nữa thì chạm mặt với người làng. Họ ào lên ôm chầm lấy những đứa con của mình. Bà Phương nhìn thấy chồng mặt trắng bệch, liền lao tới ôm hai cha con mà khóc thúc thích.
Vết thương ở vai cũng dần dần lành lại. Nhiều gia đình trong làng kế bên đem gà, gạo, rượu biếu cho ông, nhưng ông chỉ nhận một ít cho phải nghĩa thôi. Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng của ông không được tốt, ruột gan lúc nào cũng nóng như lửa đốt, ăn ngủ bồn chồn không yên. Bà Vương cũng phát hiện ra điều đó. Tối đó ông lại nằm mơ thấy cha mình hiện ra. Bố mất rồi, con về với mẹ, với anh em đi con. Bao nhiêu năm phiêu dạt xứ người rồi, bố mẹ không giận con nữa đâu. Ông choàng tỉnh dậy, ngồi khóc cả đêm. Đến sáng thì gọi vợ vào và nói: bà về Việt Nam cùng với tôi đi. Dù sao đó cũng là cố hương của tôi và các con. Tôi không thể bỏ quê hương của mình được. Bà bên này cũng chẳng còn ai cả. Thôi thì theo tôi đi. Chúng ta đem theo cả sư phụ nữa. Bà Vương nghe nói như vậy thì hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi cũng tính nói với ông chuyện này. Bây giờ ba chết rồi, tôi cũng chỉ còn có mỗi mình ông và các con làm chỗ dựa dẫm cả đời này. Tôi đã làm vợ của ông bao nhiêu năm, nhưng chưa từng biết bố mẹ chồng ra sao cả. Lần này chúng ta cùng về, về đó luôn. Tôi cũng không muốn ở nơi này nữa. Ở đây có nhiều chuyện buồn quá không à. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Ông đi đâu thì tôi và các con theo đó. Nói xong, hai vợ chồng ôm nhau khóc lên nức nở. Ông bà đem chuyện này nói cho hai đứa con nghe. Cả hai tuy sinh ra ở bên này, nhưng tiếng Hoa cũng sành mà tiếng Việt cũng sỏi, do được chỉ dạy đúng cách. Hai vợ chồng cuối tháng này là ngày đẹp, làm mâm cơm cúng cha, rồi sẽ xin phép đem tro cốt của ông theo luôn. Chứ bỏ lại ở đây thì không có ai hương hỏa cả. Vì trước vượt biên qua đây, nên bây giờ về, ông Thành cũng dẫn vợ con đi theo đường cũ. Mất nửa tháng mới về tới Việt Nam. Bước chân về quê hương, ông thở phào nhẹ nhõm, đứng trên đỉnh đồi rồi hét lớn lên một tiếng: bố mẹ ơi, con về rồi. Đứa con bất hiếu của bố mẹ về rồi đây. Bốn người vừa đi bộ vừa quá gian xe, dắt díu tìm về căn nhà nhỏ mà ngày xưa ông lớn lên, nằm ở một làng quê nghèo cách thủ đô chừng một tiếng chạy xe. Căn nhà vẫn còn đó, bóng dáng năm nào vẫn còn đó. Người mẹ già lưng còng của ông đang ngồi thờ thẫn bên cái chõng tre. Ông trung trung mở cánh cổng ra, nó phát ra tiếng kêu ộp ẹp. Mẹ ông quay ra, mắt đã kém nên không nhìn rõ là ai. Bà lên tiếng: đứa nào đó, con Hoa hay thằng Mạnh về sao con? Hoa và Mạnh chính là hai người em của ông Thành. Khi ông ra đi thì hai người đó chỉ mới lên 8 lên 9 mà thôi. Ông nghe mẹ mình gọi như vậy, nước mắt lăn dài trên má, đôi tai run run, miệng khẽ lắp bắp mà nói: không phải Hoa hay Mạnh đâu mẹ. Con nè, thằng Thành nè. Thằng Thành của mẹ về rồi nè. Mẹ ơi, con bất hiếu. Con Thành về đây rồi mẹ ơi. Ông chạy đến quỳ xuống, ôm lấy chân mẹ mình mà khóc nức nở như một đứa trẻ con. Hai đứa con thấy vậy cũng khóc theo. Bà cụ đưa đôi tay sần sùi nhăn nheo lên xoa lấy mặt ông, rồi bà khóc lớn: Con tôi về rồi. Con của mẹ. Con Thành ơi, là con phải không? Mấy chục năm qua con đi đâu vậy con? Bố mẹ mong con lắm Thành à. Ông ơi, ông xem con nó về rồi nè. Ông ơi, sao ông lại bỏ tôi và con mà đi vậy? Mẹ nói cái gì? Bố con đâu rồi? Mẹ nói bố con đâu rồi mẹ? Bố con mất rồi con à. Bố con mất được một tháng rưỡi rồi. Sắp 49 ngày rồi đó. Ông Thành nghe thấy vậy thì đứng vụt lên, chạy nhanh vào trong nhà. Nhìn thấy di ảnh của cha mình còn đặt ở ngay chính giữa, liền quỳ rạp xuống, cụm đầu xuống nền nhà lạnh lẽo, nghe lên cơm cướp, rồi khóc lớn: bố ơi, con về rồi. Con bất hiếu về rồi bố ơi.
Sao bố lại bỏ con với mẹ mà đi vậy bố? Con về bố rủ cho bố nè bố ơi. Bố đừng bỏ con với mẹ mà đi mà bố. Ông cứ khóc như vậy cho đến khi bà cụ đi vào an ủi. Đứng lên đi con, bố con mất rồi, đừng có níu kéo nữa. Mà ai đứng ngoài sân vậy? Ông lúc này mới đỡ mẹ mình ra ngoài nơi cái chõng tre, rồi gọi hai đứa con lại. Cái Tuyết với thằng Nam, lại chào bà nội đi các con. Bà, lại chào mẹ đi. Mẹ anh đây. Ông cố gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ba người đi đến trước mặt bà cụ rồi chào lớn. Chúng con chào nội. Con chào mẹ. Bà Phương được chồng dạy tiếng Việt nên nói cũng rất chuẩn. Bà cụ nghe ba người chào thì đứng dậy, run run đôi tay sờ vào hai đứa cháu rồi nói: Ai đây Thành? Hai đứa nhỏ này vậy? Ông lúc này kéo vợ mình lại gần bà cụ, cho cả hai cùng quỳ xuống. Ông nói: Thưa mẹ, con bất hiếu, bỏ nhà ra đi không quay về. Nay con về đem theo vợ và hai đứa con nữa. Hai đứa này là cháu nội của mẹ, còn đây là vợ con, Vương Diệu Quân. Bà cụ ôm chầm lấy hai đứa cháu vào lòng mà khóc lên nức nở, miệng không ngừng gọi chồng mình: Ông ơi, ông về mà xem nè, con nó dẫn cháu nội về cho ông rồi, nó còn dẫn cháu dâu về nữa nè. Rồi bà cụ đỡ hai vợ chồng dậy, đưa tay vịn lấy vai bà Vương cho hỏi: Con ngoan, con đi đường có mệt không? Bao năm tháng qua thằng Thành nó không liên lạc về cho bố mẹ. Nó có sống tốt với con không? Cuộc sống của con có tốt không con? Để hai người ngồi hàn huyên, ông vào bên trong cất đồ đạc. Nhìn lại căn nhà vẫn như xưa, ký ức bỗng chốc ùa về. Ngày đó cha ông chính vì nghiện rượu hay đánh đập vợ, cho nên ông Thành là con cả không chịu được. Năm đó hai người cãi nhau một trận long trời. Bố mà không bỏ rượu, tôi bỏ cái nhà này đi, không bao giờ tôi quay về nữa. Mày giỏi thì mày đi luôn đi, còn như tao không có đứa con như mày. Tưởng rằng ông chỉ dọa cha mình mà thôi, nhưng rồi không ngờ ông đi thật, đi biền biệt mấy mươi năm mới quay về. Cảnh còn mà người thì đã mất rồi. Quay lại với thực tại, bà cụ đang hàn huyên với hai đứa cháu và cô con dâu lớn thì ngoài cổng có tiếng gọi ý ới: Mẹ ơi, tụi con về rồi nè mẹ. Hoa và Mạnh từ ngoài chạy vô, trên vai là đôi quan gánh. Hai người em của ông Thành không được học hành đến nơi đến chốn, năm nay cũng trên 25 cả rồi. Hai người cứ đi mua rau của bà con trong xã, gánh ra chợ huyện cách đó mấy cây số, bán kiếm tiền lời, cơm cháo qua ngày. Khi hai người giữ bước chân vào sân thì thấy bà cụ đang ôm hai đứa nhỏ. Hoa liền thắc mắc hỏi: Ủa mẹ ơi, bữa nay nhà mình có khách hay sao mà ai lạ vậy? Chị này là ai vậy mẹ? Hình như đâu phải người trong làng mình. Hoa nhìn thấy hai đứa trẻ con thì tiến tới xoa xoa đầu cho còn bẹo má nữa. Trên vai vẫn còn đôi quan gánh. Cùng lúc đó ông Thành từ trong nhà bước ra, thấy hai đứa em thì kêu lên: Hai đứa có nhớ anh không? Hai đứa cùng ngẩng đầu lên nhìn ông Thành. Rồi chị Hoa thả đôi quan gánh xuống, chạy tới ôm chầm lấy ông mà khóc lên như mưa: Trời ơi anh ơi, anh cả về rồi, anh cả về rồi Mạnh ơi. Anh Thành, bao nhiêu năm qua anh đi đâu vậy? Anh Mạnh cũng ném đôi quan gánh, chạy lên cùng ôm lấy ông Thành: Anh ơi, anh đi đâu bao nhiêu năm qua? Tụi em nhớ anh lắm. Bố mất rồi anh ơi. Họ cứ vậy ôm nhau mà khóc. Bà Vương cũng khóc theo. Bà cụ thì cứ lẩm bẩm gọi tên chồng. Hàng xóm chung quanh nghe ồn ào cũng chạy qua. Có người nhận ra ông Thành thì thốt lên: Ôi trời đất ơi thằng Thành, mày về rồi hả Thành? Bao nhiêu năm qua đi đâu vậy con? Bố mày chết rồi mà bây giờ mày mới về hả? Những người hàng xóm nghe tin ông Thành vậy
còn dẫn theo vợ con, cho nên họ đến chia vui cùng với gia đình. Chỉ tiếc là cha của ông Thành không còn sống để nhìn thấy cái ngày đoàn tụ này mà thôi. Tối đó, bà con chòm sớm, anh em họ hàng xa gần đến chia vui cùng gia đình. Bà cụ giống như trẻ lại thêm chục tuổi vậy. Mấy ngày sau, đi đứng vững vàng, mắt nhìn cũng thấy rõ hơn. Ông Thành sẵn tiện làm cái tiệc nhỏ, mời bà con chòm sớm đến chung vui. Giới thiệu bà Phương là vợ chính thức của ông. Hai người lễ bái gia tiên, thưa chuyện với các cụ cho bà Phương một danh phận chính đáng. Bà Phương về đây bắt đầu quen họ hàng và chòm sớm. Ông Thành sửa sang lại ngôi nhà, mua thêm gỗ về, tính cười thêm cái nhà nhỏ ở cuối vườn. Mảnh đất này đã để quan nhiều năm, cỏ dại mọc tùm, cha ông không đoái hoài tới. Ông Thành ngày nào cũng ra đó, dùng liềm, còng lưng mà cắt cỏ và gai. Ông hì hục cả một tuần thì mới phát quang được khu vườn. Bây giờ nhìn vào thấy rất trọng. Cuối mảnh đất còn lộ ra cái ao nhỏ đọng nước quanh năm. Cây cỏ, bèo dại, mọc tùm, cá to bơi lên đớp liên tục. Ông nói với em trai: "Cái ao này chắc là bị cỏ dại che, nên khi bố còn sống cũng không có để ý. Chắc là ao tự nhiên đó. Bây giờ cứ để im nó đó đi. Thế đất này là đất dưỡng tốt cho xây nhà và sức khỏe của gia chủ. Cá trong đó chú không được bắt nghe chưa? Đất thì đẹp, nhưng đất cổ không biết có mồ mả gì hay không. Chú không có được làm bậy đó." Anh Mạnh nghe anh trai căn dặn thì gật đầu vâng dạ. Cũng chưa biết mười mấy năm qua ông Thành làm gì bên Trung Quốc mà có vẻ rành phong thủy như vậy. Mấy ngày sau đó, ông Thành đi mua gỗ và ván về để chuẩn bị cất nhà, liên tục mấy hôm liền. Bà Vương thì dạo này hay theo em gái của chồng đi buôn bán. Hai đứa trẻ con thì rong chơi trong sân với mấy đứa nhóc hàng xóm. Hôm đó không biết vì sao lại rủ nhau ra cái bãi đất mà ông Thành phát quang đó. Thằng Nam bỗng chỉ tay về phía trước, la lên đầy phấn khích: "Ê tụi bay ơi, ở kia có cái ao kìa, biết có tắm được không à?" Con Tuyết nghe vậy liền quát lên: "Nam à, không có được làm linh tinh. Bố về bố đánh nó nghe chưa? Không nghe bố dặn rồi sao?" "Ừ, chị cứ lo không mà. Trong này có gì đâu sợ. Chắc bố sợ tụi mình té xuống á nên nói vậy. Em lại coi tí thôi chứ không có lội xuống đâu." Nghe em mình nói như vậy, con Tuyết cũng không cản nữa. Cả đám tầm chục đứa nhỏ kéo nhau ra chỗ cái ao đứng trên bờ để xem. Phía dưới nước lâu năm nên đóng treo xanh thành từng mảng, cá lớn rất nhiều. Thằng Nam thích lắm nhưng không dám lội xuống. Đến khi có tiếng quát lớn của Mạnh thì mới giật mình quay lại: "Nè mấy cái đứa tranh kia, không nghe bố chúng mày dặn không được ra ngoài này chơi sao? Sao con mò ra đây? Thằng Nam con Tuyết, có tình tối chú về bắt bố hay không?" Nghe Mạnh dọa như vậy thì đám trẻ hoảng sợ mà chạy nhanh vô nhà. Anh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm xuống cái ao trong rêu kia, rồi bất chợt lội xuống. Ở dưới đáy bùn móc lên một cái chuông nhỏ, xung quanh đã bám rêu rất dậy. Cái chuông chỉ nhỏ cỡ bàn tay con nít, bên trong có một cái quả lắc. Mạnh gạt lớp rêu bám ở ngoài ra thì thấy chi chít là những hình thù kỳ lạ, chẳng biết nằm ở đây đã bao nhiêu năm rồi. Mạnh lấy tay chùi chùi cái chuông cho sạch, không ngờ những ký tự bùa chú cũng bị mất đi. Và bất giác chiếc chuông giống như rung lên từng hồi. Mạnh sợ quá ném mạnh cho nó bay ra ngoài cái miếng đất ở phía xa. Mạnh không nghĩ nhiều, nhìn xuống chân thấy có một con cá trê màu bạc lớn, liền bắt lấy rồi leo lên bờ. Tự nhiên mắt anh ta đờ đẫn ra một lúc thì hết đi. Kỳ lạ ở chỗ, vừa đem vào nhà tự dưng da con cá lại biến thành màu đen. Mạnh cũng không để ý, đem con cá đi làm thịt kho tiêu, đợi Hoa và chị dâu về thì dọn lên. Nghe mùi thơm đứt mũi, con Tuyết liền chạy tới hỏi: "Chú ơi, chú mua cá khi nào mà kho được cá ngon vậy? Thơm quá hả?"
Bà Phương cũng chen vô. Chà, chú Mạnh bữa nay đảm đang quá ta. Con cá to như vậy á, để cho thằng này nó kho thì mất ngon hết. Hoa khen như không khen vậy. Mạnh thấy thế thì nói: chị cứ trêu em, nào cả nhà ăn thử xem có ngon không. Cả nhà đưa đũa lên định gắp miếng thịt cá ăn thử. Bà Vương vừa cắn một miếng thì bất chợt phun ra ngoài rồi kêu lên: đừng có ăn, bỏ xuống mau lên, cá này có vấn đề rồi. Ủa chị dâu, cá ngon như thế này mà sao chị bảo có vấn đề vậy? Ừ, chị dâu chê cá em kho hay sao? Mà nói vậy á, nghe em buồn đó nghe. Không phải, con cá này chú Mạnh nói thật cho tôi nghe. Chú bắt nó ở đâu vậy? Con cá này trong người nó từng ăn thịt người đó. Mấy người nghe nói như vậy thì giật mình đánh thót. Mạnh cũng giật mình: chị dâu đừng có dọa em, cá này em bắt ngoài cái ao hoang sau nhà mình á. Ao này mấy chục năm bố còn không phát hiện ra, bây giờ anh cả về phát quang mới thấy. Chiều này mới bắt được con cá đó đó. Tôi đoán không sai đâu, con cá này từng ăn rất nhiều thịt người đó. Sau đó bà gãy gãy miếng cá rồi nói tiếp: thịt người rất là tanh, làm cách gì cũng không hết mùi tanh được. Cái mùi tanh đó nó rất khác biệt so với những mùi tanh thông thường đó. Nè, không tin cô chú cứ cắn thử một miếng xem. Mạnh vẫn không tin nên gắp một miếng cá đưa vào miệng nhai rồi nuốt. Chưa được bao lâu thì phun cả ra. Trời ơi, sao con cá tanh kinh khủng vậy? Chị dâu ơi, bây giờ phải làm sao đây? Em đỡ giết nó rồi, có sao không chị? Chú cứ đợi đi, tối anh chú về sẽ có cách. Bây giờ chú dẫn tôi ra cái ao đó xem nào. Mạnh vội vàng đứng dậy, dẫn chị dâu đến chỗ cái ao hoang. Hai đứa trẻ con tính đi theo nhưng bà Vương không cho. Lúc này trời đã tối nên không nhìn rõ được gì cả. Bà Vương nhìn theo tay của em chồng thì bỗng dưng thốt lên: đi vào nhà nhanh chú Mạnh, sáng mai rồi tính, tối rồi không nên ra ngoài này nữa. Bà Vương đi rất nhanh, Mạnh cũng chạy theo sau, mặc dù không hiểu gì. Chị dâu à, từ từ thôi, sao chị chạy như ma đuổi vậy? Bà Vương không trả lời mà chạy vào nhà bê nguyên cái nồi cá kho ném ra sau vườn, trước khi đóng hết tất cả cánh cửa lại trong sự ngỡ ngàng của Mạnh. Rồi quay sang nói với Mạnh và thằng Nam: hai đứa đi tiểu vô cái bô á, rồi đem nước tiểu ra đây nhanh lên, chút nữa tôi giải thích cho. Thằng Nam cũng đã hiểu chắc có chuyện gì đó nên nó nhanh chóng đi tiểu. Mạnh thì chưa, nhưng cũng chạy theo thằng cháu. Một lúc sau thì hai người quay ra, trên tay bê theo cái bô nước tiểu. Bà Vương cầm cái bô đi ra ngoài sân, rải nước tiểu một vòng quanh nhà. Chẳng ai hiểu bà ấy đang làm cái gì. Lúc này bà mới đóng cửa lại, trích máu ở tay vẽ ra một lá bùa ngay giữa cửa, rồi quay vào nói: thật ra nhà tôi á chính là làm nghề thầy pháp, chuyên trừ ma. Anh Thành chính là đệ tử duy nhất của cha tôi á. Khi còn bên ấy, anh là một thầy pháp giỏi. Vậy bên này lu bu quá chưa có nói rõ với mọi người được. Lúc nãy tôi cùng chú Mạnh ra ngoài cái ao á, tôi nhìn thấy một đôi mắt vô cùng ghê rợn đang nhô lên từ cái ao. Chắc chắn là nơi đó có vấn đề rồi, nên tôi mới nói chú chạy nhanh đi, cả nồi cá kho cũng có vấn đề. Bây giờ chỉ còn cách đợi anh Thành về giải quyết thôi, chứ tôi học đạo không thông, chỉ biết bảo vệ mọi người an toàn, chờ đến khi nấy về thôi. Bà Vương vừa dứt lời thì đột nhiên bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng gào thét dữ dội. Cánh cửa sổ bên hông bị đập trầm trầm như muốn vỡ ra. Cả nhà sợ chết khiếp. Bà Vương lúc này cũng sợ, không nghĩ rằng vừa từ bên kia qua đây đã gặp phải chuyện như thế này rồi. Bà nói: mọi người cứ bình tĩnh đi, đi vào trong buồng ngồi xuống, mong là anh Thành về sớm, chứ nếu không đêm nay khó mà yên ổn đó. Đợi mọi người vào trong, bà Vương đi ra bàn thờ gia tiên, đốt ba nén nhang, quỳ xuống mặt khấn: kính thưa tổ tiên, con là con dâu trưởng của nhà họ Nguyễn ta. Hôm nay con cháu gặp nạn, kính xin các vị tổ tiên có đi mây về gió, hiện thân giúp đỡ cháu chắc nhà họ Nguyễn vượt qua đại nạn này.
anh Thành đi việc chưa về, một mình con không làm gì được. Bà vừa khấn xong thì ba nén nhang bỗng nhiên cháy bừng lên. Nhìn vào là biết các cụ đã hiển linh, cho nên bà cũng an tâm phần nào. Gió giật lên từng cơn, những cánh cửa gỗ bị giật như muốn tung ra ngoài, kêu lên những tiếng kẹo cà kẹo kẹt. Bà vừa ngồi xếp bằng trước bàn thờ gia tiên, miệng không ngừng đọc chú trấn tà, trong lòng thầm gọi chồng mình nhanh nhanh trở về. Tình hình này sẽ không cầm cự được bao lâu. Đột nhiên bên trong phòng có một tiếng hét lên thất thanh. Chị Châu ơi, Mạnh bị làm sao nè? Mẹ mẹ ơi, chú Mạnh bị làm sao rồi? Đó là tiếng của Hoa và con Tuyết. Bà Vương nghe vậy chạy vội vào bên trong phòng, thấy Mạnh mắt đang trợn lên, tay chân vặn ngược ra sau như sắp gãy đến nơi. Bà Vương liền cắn tay lấy máu, chấm mạnh vào trán của Mạnh một cái. Bà hét lên: "Trục dòng, dòng kia ngươi là ai mà dám quấy phá người trần mắt thịt? Nhanh nhanh rời khỏi thân xác này." Sau khi bà nói xong, Mạnh liền đứng im không còn giật nữa, nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng lên, miệng bắt đầu thều thào nói, nhưng không phải giọng của Mạnh mà là của một người khác. "Trần con học được chút đạo thuật, dắt mũi chưa sạch mà dám trừ tà sao? Nếu mày còn tịnh thân thì tao kiên nể ba phần. Rất tiếc mày là gái đã có chồng, chẳng có ý nghĩa gì với tao cả." Nói xong, Mạnh nằm im dưới đất thì bỗng dưng bật dậy, nắm lấy cổ áo bà Vương rồi nhấc bổng lên, miệng không ngừng nói: "Mày trục đi, trục cho tao xem. Hôm nay tao làm thịt cả nhà mày, dám bắt cá của tao sao?" Bà Vương bị bóp cổ không thở được. Hoa cùng hai đứa trẻ con hoảng hốt chạy lại đấm vào chân Mạnh nhưng bất thành. Bỗng dưng thằng Nam vạch quần ra tiểu một chút lên chân của chú mình. Mạnh liền hét lên một tiếng. Mạnh thả bà Vương xuống, chân bốc lên từng làn khối trắng xóa. Lúc này bà Vương ôm lấy cổ ho lên sặc sụa, cố gắng nói với Hoa: "Hoa, đỡ mẹ với cháu ra ngoài trước bàn thờ gia tiên, nhanh đi em." Bà Vương nhân lúc Mạnh còn lăn trên mặt đất thì nhanh chân chạy ra ngoài, đóng vội cánh cửa buồng lại rồi chốt luôn. Bà vội vã tìm cây kim rồi nói với thằng Nam: "Cho mẹ ít máu nha con." Thằng Nam mím môi gật đầu. Bà Vương liền lấy kim băng chọc mạnh vào đầu ngón tay của nó, máu tươi phọt ra. Bà lấy cái chén uống nước trên bàn hứng một chút rồi mau chóng cầm máu cho con. Bà chấm máu vẽ ra một vòng tròn và hai lá bùa rồi nói: "Mọi người bước vào trong vòng tròn này, chỉ mong anh Thành sẽ về kịp thôi." Tất cả mọi người lập tức bước vào bên trong. Bà Vương ngồi đọc chú liên tục. Lúc này Mạnh ở bên trong đã đạp văng cánh cửa buồng chạy ra. Nhìn anh bây giờ không khác gì một người bị dại, mắt trợn ngược lên, miệng gầm gừ nghiến răng ken két. Thấy mấy người ngồi dưới đất trong vòng tròn, Mạnh lao lên. Bà Vương liền đọc chú. Cái vòng tròn máu và hai lá bùa chợt sáng bừng lên. Mạnh đang leo lên thì giẫm phải một lá bùa đang phát sáng, bàn chân liền bốc lên một làn khói trắng. Mạnh ngã lăn ra phía sau, miệng kêu lên đau đớn không ngừng. Cùng lúc đó có tiếng đập cửa bên ngoài vang lên ầm ầm. Con Tuyết hét lên: "Mẹ ơi, con sợ lắm." Bà Vương liền ôm lấy hai đứa con: "Không sao đâu, bố các con dậy ngay bây giờ mà." Bên ngoài từng cơn gió mạnh vẫn rít qua. Bất chợt hai cánh cửa chính bỗng mở toang, hai đứa trẻ con đồng loạt khóc thét lên. Ở ngoài sân, thấp thoáng mấy khuôn mặt vô cùng dữ tợn đang bước từng bước tập tễnh vào trong nhà. Trên đầu chúng đội mũ sắt, giáp sắt, trông như một đội quân. Phía sau còn có một tên cao to, đầu đội mũ sắt khác màu với đám kia. Nhưng đến cửa thì dừng lại. Bà Vương thấy các vị tổ tiên đang cố gắng chống đỡ, dùng chút sức mọn bảo vệ cho con cháu, nhưng họ chỉ là hồn ma, còn phía đối diện chính là những vong hồn chết quang, oán khí và sát khí ngút trời. Khi các cụ gia tiên không ngăn chặn được nữa, những cái bóng kia bắt đầu tiến vào trong nhà. Bỗng từ ngoài sân có tiếng hét lớn: "Yêu ma nơi nào dám hoành hành nhà người trần mắt thịt? Hôm nay gặp ta, các ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi."
Từ bên ngoài tiếng ông Thành vang lên, trên tay cầm một thanh kiếm được làm bằng tiền xu cổ. Ông niệm chú rồi ném lên, thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng chói lóa trước khi lao vào đám ma quỷ kia. Chúng đồng loạt hét lên thất thanh. Thanh kiếm này chính là báo vật truyền từ nhiều đời, thế cho nên sự cảm âm của nó rất mạnh mẽ. Đám ma quỷ kia chạy đi mất, chỉ còn một tên đầu đội mũ sắt, người mặc giáp. Trên tay hắn xuất hiện một cây thương, rồi đưa ra đỡ lấy cây kiếm. Cả hai vật va chạm vào nhau mà chẳng vang lên tiếng nào. Thanh kiếm quay về bên tay ông Thành. Tên mặc giáp kia chỉ lùi lại một bước. Hắn gườm gườm nhìn, rồi cầm thương chỉ vào mặt ông và quát lớn: "Chuyện này chưa xong đâu. Dám xâm phạm lãnh thổ của chúng tao thì chúng mày chờ chết đi." Nói xong hắn biến mất. Bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí dồn dập như có cả một đội quân. Rồi dần dần mọi thứ yên tĩnh trở lại, gió ngừng thổi. Ông Thành chạy vào trong đỡ mẹ mình dậy, rồi bế hai đứa con. Lúc này hai đứa con trút vào trong lòng vì sợ. Mạnh sau khi trục chông ra thì vẫn ngồi trung linh cầm cập. Một lúc sau thì mọi người mới bình tĩnh lại. Lúc này ông Thành mới hỏi: "Mọi người kể cho tôi nghe xem, có chuyện gì vậy? Tại sao mới đi có một buổi thôi mà thành ra như thế này? Tên đó từ đâu xuất hiện vậy?" "Khi chiều á, chú Mạnh bắt được một con cá trê to. Chú ấy bảo bắt ở chỗ cái ao hoang sau vườn bữa ông với chú phát quang đó. Chập tối tôi nói chú ấy dẫn tôi ra. Tôi nhìn thấy có ánh mắt từ dưới ao nhìn lên. Thế là tôi vội kéo chú ấy chạy vào trong nhà, lấy nước tiểu rải quanh, dán bùa trước cửa nhưng mà vẫn không chịu được. Chẳng hiểu mấy thứ đó từ đâu đến nữa." Ông Thành giật mình quát lớn, chỉ tay vào Mạnh nói: "Cái thằng Tranh này, không phải hôm phát xong anh báo á là đừng có lần mò ra đó sao? Sao mày không nghe lời anh vậy? Đất này có vượng, nhưng mà anh nhìn có ra vấn đề đó, anh chưa có giải quyết được. Để anh gom đủ đồ cất nhà đã. Bây giờ thì hay chưa? Chú có biết chú gây ra đại quả rồi hay không?" Mạnh cúi gằm mặt im thinh thích. Ông Thành thì cứ đi tới đi lui trong nhà, tay chắp sau lưng. Cuối cùng ông bảo: "Thôi mọi người đi ngủ đi, sáng rồi tính. Bây giờ ban đêm cũng không giải quyết được gì đâu." Tối đó chỉ có mình ông Thức ngồi trước bàn thờ gia tiên. Tới sáng sớm nghe tiếng gà gáy thì liền bật dậy, cầm theo tay nải đồ nghề, rồi chạy ra chỗ cái ao hoang phía sau nhà. Ông đi một vòng xem xét nó cho kỹ. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra cái ao này có một địa thế, một bên bờ rất cao, một bên thì lại rất thấp. Trông giống như thế người ta đang nằm ngủ vậy. Ông cứ đi vòng quanh cái ao, chỉ có diện tích vài mét vuông thôi. Sau một lúc quan sát, ông lội hẳn xuống ao, bốc lấy một ít nước lên mà ngửi. Mùi rất là tanh và hôi thối. Từ lúc phát hoang thì người đi bên ngoài có thể nhìn thấy toàn cảnh, sợ có ai đó tò mò nhảy vô, nên ông chặt mấy cây tre rào xung quanh lại. Đến đêm hôm đó, ông đợi mọi người đi ngủ, cho cầm theo đồ nghề lần mò ra chỗ cái ao. Đêm nay quyết tâm làm rõ thực hư. Ông dán một lá bùa che giấu dương khí của người trận, rồi ngồi ngay gốc cây ổi đi chợ. Đến độ nửa đêm thì bắt đầu có gió thổi lên rất mạnh, có tiếng ngựa hí dồn dập. Từ dưới ao xuất hiện hàng loạt những bóng người mặc giáp, đếm sơ sơ thì cũng trên 30 người. Tên cầm thương khi tối cũng có mặt. Lần này bọn chúng xuất hiện với những con ngựa, chỉ còn lại bộ xương, trông vô cùng trùng rợn. Ông Thành từ cái ổ nhảy ra, đi đến trước mặt đám oan hồn kia. Một tay cầm kiếm kim tiền, tay còn lại nắm một lá bùa. Tên cầm đầu nhìn thấy ông thì thúc ngựa đi lại, cầm gương chỉ vào mặt quát: "Tên pháp sư to gan kia, mau mau tránh ra. Hôm nay nhà ngươi mà không giao nộp cái tên bắt cá của ta thì ta diệt cả nhà ngươi." Thì ra con cá trê mà Mạnh bắt đã thành tinh. Nó ở dưới ao từ rất lâu rồi. Khi nó còn rất nhỏ đã ăn thịt những người này, nên trong thân của nó có dính một chút thần hồn của tên cầm đầu. Vì thế mà hắn rất xem trọng con cá.
nhưng vì hắn bị phong ấn trong chiếc chuông mà Mạnh tìm được. Đến khi Mạnh bắt được con cá làm thịt, phát hiện ra chiếc chuông và chùi đi những dòng chữ bùa phong ấn trên đó, thì hắn mới thoát ra ngoài. Ông Thành nghe hắn đe dọa thì cầm kiếm chỉ vào mặt hắn nói: "Ta biết ngươi ở đây rất lâu rồi, nhưng mà chuyện gì cũng phải có lẽ phải. Bây giờ nơi này là đất của nhà ta. Trước đây các cụ nhà ta phải bỏ hoang khu đất này, vì sao thì ta không biết. Nhưng bây giờ ta nhất định phải ở đây. Cái ao này không nên tồn tại nữa. Các ngươi thức thời, ta sẽ đọc chú siêu độ cho các ngươi đầu thai chuyển thế. Còn nếu như cứng đầu thì cứ đợi đó, xem kiếm của ta cứng hay hồn các ngươi cứng." Đám vong hồn khi nghe vậy thì chờ lệnh của tên tướng cầm đầu. Tên này cầm thương chỉ vào mặt ông rồi nói: "Đừng có lừa bọn ta. Con người các ngươi chẳng ai tốt cả. Tên trọc năm đó cũng nói siêu độ cho bọn ta, nhưng rồi lại phong ấn bọn ta suốt bao nhiêu năm qua. Ta không biết năm đó ai đã phong ấn cho các ngươi, nhưng ta chẳng lừa các ngươi làm gì. Nếu các ngươi không làm hại người nữa, ta sẽ siêu độ cho." Tên tướng quân trầm tư một lúc rồi hắn nói: "Vậy được, ta tạm tin ngươi một lần. Sống vất dưỡng trên dương gian như thế này không khác gì tra tấn bọn ta. Ngươi siêu độ cho lính của ta đi." Ông Thành ngồi xếp bằng xuống đất, trải ra một tấm vải, bên trên có vòng tròn âm dương, rồi đặt hai cây nến lên. Nến này lửa không có màu đỏ mà hiện ra một màu xanh vô cùng âm u. Ông bắt đầu vẽ bùa lên, đếm số lượng rồi vẽ đủ thì mới dừng lại. Trời cũng đã gần sáng, ông cầm nắm lá bùa đi phát cho từng người rồi bắt đầu đọc chú: "Oan hồn vất dưỡng nhân gian, tìm đường địa phủ mà sang luân hồi. Kiếp này ngắn ngủi đành thôi, chỉ mong kiếp tới một đời vô ưu." Những tên ma lính bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất đi. Chỉ còn lại tên cầm đầu dường như đang lưu luyến chuyện gì đó mà chưa chịu đi. Ông Thành liền hỏi: "Ngươi tại sao lại chưa chịu đi? Chẳng lẽ nơi này còn có thứ gì khiến cho ngươi lưu tâm hay sao?" Tên tướng quân không nói gì mà đưa tay đặt lên trán ông Thành. Lúc đầu cứ nghĩ là hắn xuất thủ, nhưng rồi sau đó mới hiểu rằng hắn đang cho ông xem lại ký ức của hắn lúc còn sống, và ký ức của tên tướng quân cũng lúc đó mà ùa về. Tên tướng quân tên là Khải, làm tướng dưới trướng một vị quan lớn trong triều đình. Những năm tháng vui vẻ nhất của hắn chính là ngồi trên lưng ngựa chinh chiến nơi xa trường. Nhưng rồi chuyện tốt đẹp cũng không tồn tại được mãi. Vị quan hắn phò tá bị gian thần hãm hại, cả nhà bị tru di cựu tộc. Vị quan kia biết trước sẽ có kết cục không tốt, nên trước cái đêm bị bắt đã tìm đến Khải rồi quỳ xuống. Khải vội vàng đỡ lấy ông dậy, nói ngay: "Đại nhân, sao ngài lại làm như vậy? Thần không chấp nhận lễ của ngài đâu." "Mấy ngày gần đây ta đang bị gian thần hãm hại. Ta biết kiểu gì quân vương cũng sẽ nghe theo gian thần thôi. Nhà ta ba đời làm quan thanh liêm, đến đời ta thì bị gian thần ganh ghét. Cũng chỉ có được mỗi đứa con nối dõi. Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đưa vợ con ta trốn ngay khỏi nơi này. Sau này đi đâu cũng được, miễn giữ lại giọt máu nhà họ Nguyễn giúp ta." Khải nghe nói như vậy thì quỳ xuống khấu đầu ba cái: "Đại nhân, hay là ngài cùng chạy trốn đi. Nếu quân vương không còn trọng dụng nữa thì ngài không cần bỏ mạng như thế này." "Không được, ta không thể đi. Danh dự của dòng họ ta không thể để tuột mất bởi vì ta.
ta không sợ chết đâu. Sau khi trò chuyện và giao phó vợ con cho Khải, thì vị đại nhân quay về phòng của mình. Ngay trong đêm đó, Khải cùng với hơn 30 người thân tín của hắn hộ tống vợ của quan và đứa con trai ông ấy chạy trốn khỏi kinh thành. Đoàn người đi rất nhanh ngay trong đêm. Sáng hôm sau, quan binh vây lại chặt viên quan kia. Quân vương có thánh chỉ. Vì nghi ngờ vị quan cấu kết với thổ phỉ cướp ngân sách của triều đình, nên tạm thời bắt giam vào trong lao ngục, chờ ngày điều tra. Tạm thời niêm phong quan viên, không cho ai ra ngoài. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vị quan biết đây là một cái cớ mà thôi. Ông cũng không vội, nhưng rồi cũng sẽ thành có tội mà thôi. Đúng như ông dự đoán, chỉ một tuần sau, quân vương lại ra thánh chỉ bắt toàn bộ gia quyến nhà ông giam hết vào trong ngục tù. Vì triều đình điều tra được quan chính là kẻ hợp tác với thổ phỉ mà cướp ngân sách triều đình. Khi lục soát nhà quan, kiểm tra nhân khẩu, thì thiếu mất hai người là vợ và con trai của ông. Triều đình bắt đầu ban lệnh truy nã khắp mọi nơi. Khải đưa hai mẹ con phu nhân đi trên một chiếc xe ngựa. Ban ngày đi, tối nghỉ. Từ khi có lệnh truy nã, họ di chuyển vô cùng khó khăn vì nơi nào cũng có lính tuần tra. Nhiều lần lâm vào hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo, nhưng rất may là có Khải tháo gỡ được hết. Vị phu nhân cũng biết tin chồng mình và toàn bộ dòng họ đã bị bắt rồi. Bà khóc suốt ngày đêm trên xe. Đứa con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ ngồi bên cạnh mà an ủi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ ngoan mà. Vị phu nhân nhìn con mình, cố nở nụ cười, nhưng trong tâm của bà như đã chết đi. Đi được hơn một tháng, thì vào một ngày cuối thu, trời đã ngả về chiều. Đoàn người di chuyển trên một con đường nhỏ, dẫn vào ngôi làng của ông Thành hiện tại. Khải định cho mọi người nghỉ qua đêm ở đây, mua lương thực và nước uống bổ sung. Vì mấy ngày nay bị truy đuổi ráo riết, họ đã cởi bỏ mũ, áo giáp, cải trang thành dân thường. Nhưng cũng sợ bị nhận ra. Một bên đuổi, một bên chạy liên tục mấy ngày. Tới hôm nay thì ngựa đã mệt, người cũng trả trời đi. Đoàn người không đi vào làng mà vòng ra phía ruộng. Khải tìm được một đám đất bỏ hoang, cây cối tùm, có thể ẩn nấp và di chuyển nhanh. Đoàn người ra vào được. Hai người đi vào trong làng mua lương thực và nước. Ấy thế mà hai người lính kia đi mãi không thấy vậy. Khải lo họ có chuyện, nên sai một người đi thám thính xem sao. Nhưng người thứ ba cũng một đi không trở lại. Những người còn lại bắt đầu hoang mang. Vị phu nhân cũng lo lắng, đi đi lại lại không ngừng. Khải lúc này mới nói: mọi người cảnh giác cao độ, ta sẽ đích thân đi tìm họ. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Có chuyện gì ta sẽ quay lại ngay. Khải không đợi mọi người can ngăn, cầm thương trên tay, rồi len lỏi theo một mảnh đất hoang, đi dần dần vào trong làng, thì nhận ra có điều gì không đúng lắm. Bởi vì mới chập tối, nhưng những ngôi nhà đều đóng kín cửa, đèn đốm tối om. Vậy thì những người lính của ông đã đi đâu? Đáng lẽ ra không gặp được dân thì họ phải quay về rồi chứ. Trong lòng Khải có chút hoang mang, cũng đang nghĩ xem ngôi làng này có vấn đề hay là nhóm của ông hành tung bị lộ. Khải nhẹ nhàng rút lui, định quay về. An nguy của phu nhân và đứa bé mới là quan trọng. Đã nhận ủy thác phải làm cho trọn. Thế nhưng đi cỡ 10 bước chân, bỗng dưng Khải nghe trong gió có mùi máu tươi bay qua mũi. Liền thay đổi ý định, ông lần mò theo hướng đó, đi đến một khu đất trống trọng trong làng, thì thấy có ba người. Phải đúng hơn là ba cái xác không đầu, đang bị cột vào một cái cây cột chôn xuống đất. Khải cầm thương trong tay, tức tới run người, định quay người bỏ chạy đi. Bây giờ không phải là lúc anh hùng, phải làm tốt nhiệm vụ được ủy thác trước đã. Nhưng Khải không ngờ rằng, chỉ vừa mới quay lưng, thì hàng chục tên lính triều đình đã bao vây lấy ông. Một tên cầm đầu đi ra, nhìn thấy Khải, hắn mỉa mai nói: Khải ơi là Khải, không ngờ ngươi cũng có ngày trốn chui trốn lũi như thế này. Thức thời thì đầu hàng đi, nhanh chóng giao ra dư đảng của phản loạn,
mai ra ta có thể xin cho người thoát khỏi cái chết. Bằng không thì hôm nay nơi đây chính là đất chôn thay của người. Người vừa nói chính là thân tín thân cận của một trong số những kẻ gian thần. Hắn đã từng giàu sinh ra tử với Khải trên chiến trường, nhưng bây giờ mỗi người một lập trường riêng. Khải nghe hắn nói như vậy thì cười lớn. Các ngươi là lũ gian thần bán nước cầu dinh, ta thà chết đứng chứ không chết quỳ. Các ngươi xem, thân trai chí lớn ấy thế mà các ngươi lại chui rút luồn dưới khe đáy của những tên gian thần hãm hại trung thần chính nghĩa. Các ngươi xem có xứng đáng hay là không? Tên kia biết Khải đang khích tướng hắn và tướng sĩ của mình, đã chọn con đường đi cho riêng mình thì không thể nào quay đầu được nữa rồi. Hắn quát lớn. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Được, vậy hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi về lãnh thưởng. Bày đầu, bắt lấy hắn, không luận sống chết. Hắn vừa ra lệnh xong thì hàng chục tên lính lao về phía Khải. Khải đơn thương độc mã, tả xung hữu đột vòng vây hồng thoát thân. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, Khải dần dần đuối sức. Những vết kiếm chém chằng chịt trên người xuất hiện, máu trĩ ra ướt hết cả bộ áo quần, nhưng không một lời kêu than. Khải vẫn cố gắng chống đỡ. Tên tướng quân kia cũng nhảy vào vòng vây, hắn đánh Khải bổ nhào ra đất. Thời khắc tử trận đã đến thì bỗng nhiên từ xa có người phá vòng vây vào giải cứu, đem Khải đưa đi. Chính là người trong đội quân hộ tống của vị phu nhân kia xuất hiện. Họ cứu được, nhưng lúc này Khải như đèn cạn dầu, không còn như con mạnh hổ nữa. Nơi trú ngụ cũng đã bị bại lộ, hàng trăm tên lính bao vây cả khu đất quan trọng lớn. Bây giờ nhóm người của Khải như cá nằm trong rọ, vòng vây bị siết chặt. Mọi người chia nhau phòng thủ và chia nhau bảo vệ cho phu nhân cùng với đứa trẻ. Khải cố gắng gượng nói. Hỡi các anh em, giàu sinh ra tử cùng ta, ta rất vui vì kiếp này được sát cánh cùng các vị. Hôm nay nếu ai trong số chúng ta chạy thoát khỏi đây, mong các vị hãy chiếu cố cho phu nhân và công tử. Đây là niềm hy vọng của đại nhân. Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến các vị. Những người lính cầm thương trên tay hô dõng dạc. Tướng quân à, ngài đừng nói vậy, bọn tôi dù chết cũng phải bảo vệ an toàn cho phu nhân và công tử. Khải lúc này lấy ra trong người một viên thuốc màu đen có mùi thơm nức. Quân lính thấy vậy thì kêu lên. Tướng quân à, ngài không thể uống viên thuốc đó được, nếu không ngài không thể sống được đâu. Ta thà chết cũng phải giết sạch cái lũ phản loạn này. Nói xong, Khải nuốt ngay viên thuốc xuống. Đây là một viên thuốc có thể làm cho người ta bộc phát ra tiềm lực cuối cùng, nhưng khi hết tác dụng thì người sử dụng nó một là chết, hai là liệt toàn thân. Thuốc đã ngấm, những vết thương trên người Khải bây giờ không còn thấy đau đớn nữa. Khải đến bên vị phu nhân và đứa bé, quỳ xuống nói. Phu nhân, thuộc hạ vô năng không làm tròn bổn phận, khiến cho phu nhân và công tử sợ hãi rồi. Hiện thời nguy cấp, thuộc hạ thà chết cũng bảo vệ cho hai người đến cùng. Chút nữa tại hạ và cấp dưới sẽ mở một con đường máu, phu nhân và công tử nhanh chóng trốn đi theo đường đó. Trực sanh còn đó, không sợ ngài không có củi đốt, xin người bảo trọng. Vị phu nhân nước mắt lăn dài, nắm lấy tay tướng quân, mãi sau mới nói. Tướng quân và các vị tướng sĩ bảo trọng, ân này tôi xin mãi mãi khắc ghi. Cùng lúc đó, hàng trăm ánh đuốc tiến sát tới chỗ họ đang ẩn nấp. Tên tướng quân bên kia quát lên. Lũ phản nghịch kia, nhanh chóng ra đầu hàng chịu trói đi, nếu không hôm nay các ngươi sẽ phơi thây tại đây. Khải không nói gì, cầm thương phá vòng vây trước tiên, và sau đó là cấp dưới của ông cũng ồ ạt ảo ra. Hai bên đối chiến, một bên muốn bắt người, một bên chỉ muốn chiến đấu hết mình để mở con đường máu. Rất nhanh đã có người ngã xuống. Vị phu nhân đã được Khải ra hiệu cho chạy đi, bà dẫn theo đứa con chạy lao ra, băng qua những cái xác nằm la liệt dưới đất.
Tên tướng quân bên kia thấy vậy thì đuổi theo. Khải cũng tức tốc lao theo. Bốn người cứ thế chạy đi. Quân lính của Khải chết giận. Vị phu nhân vì dướng đứa con nên chạy chậm. Khải đuổi theo tên tướng quân kia để chặn hắn lại. Nhưng bất ngờ thuốc hết tác dụng. Ông học ra một ngụm máu lớn rồi ngã lăn ra đất. Tác dụng của viên thuốc quá mạnh đã làm ông chết ngay tại chỗ. Phu nhân và công tử chạy đến được đầu làng thì bị bắt lại. Tên tướng quân kia túm lấy bà đẩy ngã ra đất. Đứa con trai thấy mẹ bị đánh thì chạy lại cắn mạnh vào tay hắn ta. Hắn đào quá trú lên. Sẵn cây thương, hắn gõ mạnh vào đầu đứa bé một cái. Máu tươi bắn ra. Đứa bé trợn trừng mắt lên, giật liên hồi cho ngã lăn ra đất. Vị phu nhân lao đến ôm chầm lấy con mình mà khóc lóc kêu than. Tên kia vẫn lạnh lùng, mặc cho phu nhân van xin. Lúc nãy bà ấy chạy trốn, quần áo bị rách đủ chỗ. Nơi nào thần bí nhất cũng đã lộ ra hết rồi. Cộng với ngoại hình còn rất trẻ và đẹp, tên tướng quân nãy giờ thất thần vì điều đó. Thú tính hắn nổi lên, mặc cho phu nhân đang gào khóc. Hắn đẩy bà ấy ra đất, dùng tay xé toạc hết áo quần. Vị phu nhân vì mất con, tâm trí không còn bình tĩnh, bà hét lên: "Ta có chết cũng không để ngươi được toại nguyện. Ta có chết cũng nguyện rủa các ngươi. Ta nguyện rủa nhà ngươi trọn đời trọn kiếp. Ta nguyện rủa dòng họ nhà ngươi không có người nối dõi." Rồi bà cắn lưỡi tự vẫn đi. Nhưng hắn vẫn không ngừng cơn thú tính của mình lại, vẫn tiếp tục xâm hại thi thể của bà. Sau khi giải quyết xong, hắn cho gươm xác của những người lính của Khải chất thành một đống ở ngay bãi đất hoang nơi họ ẩn nấp, rồi đào một cái hố sâu lấp lại. Còn xác vị phu nhân và đứa bé thì hắn bỏ mặc ở đầu làng, vì hắn vẫn tức tối chuyện lúc nãy. Sau đó kéo đám quân lính trai về khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Người trong làng chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng không ai dám đứng lên giải cứu, vì lực lượng của tên tướng quân quá mạnh và hung hãn, lại là quân của triều đình, sẵn sàng giết chết những ai dám can thiệp. Đến sáng ngày hôm sau, người trong làng mới dám thò đầu ra ngoài. Không khí ngập tràn mùi máu tươi tanh tưởi. Những vũng máu đỏ còn đọng lại trên đất. Phía đầu làng họ phát hiện ra xác hai mẹ con vị phu nhân đã cứng từ khi nào. Vị phu nhân thì quần áo chẳng còn lành lặn, lộ ra cả thân thể trần truồng, tím tái trước mặt mọi người. Hiện trạng của người vô cùng đáng sợ. Mắt vẫn trợn trừng lên, máu từ miệng chảy ra đã đen đặc lại, khô queo. Xung quanh rùi nhặn bâu kín. Người trong làng đưa xác hai người ra bãi tha ma để chôn cất. Sau khi chôn cất hai mẹ con nhà vị phu nhân thì lại bàng hoàng phát hiện ra mảnh đất hoang cuối làng có cả một cái mộ tập thể vô cùng lớn. Người chết nằm la liệt nhưng không ai dám động vô nữa. Được một thời gian thì trong làng bắt đầu đồn thổi rằng có ma quỷ xuất hiện vào ban đêm. Nhiều người nghe thấy tiếng chém giết, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, tiếng người gào thét, tiếng ngựa hí. Rồi sau đó còn có cả tiếng của một người phụ nữ gào thét tìm con. Một đồn mười, mười đồn trăm, cả làng xôn xao bàn tán. Nhưng những người gan dạ họ gạt đi và cho rằng trời đang giao mùa, mưa gió liên tục nên tạo ra những âm thanh kỳ lạ mà thôi. Tuy nhiên trong làng bỗng nhiên mất gà, mất vịt, mất chó. Đến sau thì có cả trâu, nhưng trâu thì chết trong chuồng vì mất máu. Đã vậy mấy người đi làm đồng còn phát hiện ra một đống xương gia súc, gia cầm bị ném ở ngoài ruộng lúa. Họ lại đồn rằng có quỷ hút máu người. Có người tin có kẻ không. Nhưng chú hai lần trong làng đã có một trải nghiệm đáng sợ. Có một hôm chú hai đi ra đồng cắm câu đêm. Thường thì cứ gần nửa đêm là đi, sáng ra thì quay về. Như mỗi khi hơn 11 giờ đêm, trên vai đeo một cái túi cần câu cắm, chú ra đầu làng vòng qua ruộng lúa. Bất giác đang đi thì một trận gió lạnh nổi lên, khiến cho hai lần trung cả người. Hay vậy, mỗi khi chưa bao giờ có gió rét như vậy. Lạ quá. Vừa nói xong,
thì trước mặt chú xuất hiện một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé con lầm lũi đi trước chú một đoạn. Ủa, ai mà giờ này còn dắt con đi giữa trời lạnh như vậy chứ? Chú thấy người kia đi sắp khuất rồi, hướng ra ngoài ruộng nên đuổi theo. Gần chạy đến nơi thì chú kêu lên: "Nè nè nè, ai người kia? Đêm hôm khuya khoắt còn dắt nhau ra đó làm gì đó? Lạnh lắm, đi về đi. Có chuyện gì thì mai rồi làm." Hai lần cố chạy lên để xem hai người kia là ai. Tuy nhiên họ đã quay lại. Khuôn mặt họ dần dần hiện ra dưới ánh đèn của hai lần. Hai lần á khẩu, miệng há hốc, cái tay cầm đèn thì rung lên bần bật, đôi chân muốn khuỵu xuống. Bởi vì đó chính là cái người phụ nữ chết ở đầu làng kia chưa được bao lâu. Chú Hai Lân là người có mặt tại nơi hai mẹ con vị phu nhân đó chết, nên vẫn nhận ra được mặt bãi. Chú trung chạy vứt cây đèn xuống đất, giọng nói ngắt quãng: Mà có ai không? Có cứu tôi với, có mà. Chú chỉ kịp hét lên được như vậy, cho ngã lăn đụng ra đất, bất tỉnh nhân sự đi. Hai bóng người kia cũng dần dần biến mất đi. Chú Hai Lân nằm chèo queo ở đó. Đến sáng sớm người dân phát hiện ra, hô hoáng đưa về nhà. Lúc phát hiện ra thì người chú đã tím lên vì lạnh, còn bốc mùi xú uế vô cùng nồng nặc. Ngày hôm sau Hai Lân mới tỉnh lại, còn đang ám ảnh thì chú run rẩy hét lên: Con bà đó, không, có quỷ, đó là quỷ. Vì không có vợ con nên trong làng phải cắt cử người chăm sóc cho chú. Tuy nhiên lúc nào cũng lẩm bẩm là có quỷ. Ba bữa sau, vào một buổi tối, Hai Lân như người mất hồn đi ra khỏi nhà. Bác gái tên là Lắm đang ở lại chăm sóc, nhưng vì ngủ quên mà không hay biết. Lúc tỉnh dậy không thấy Hai Lân đâu, mới hoảng hốt hô hoáng thất thanh. Thế là người trong làng đốt đuốc đi tìm, thì kinh hãi phát hiện ra chú đã chết rồi. Cổ bị vặn ngược ra sau, chân tay bị bẻ cho gãy nát hết cả xương. Trên khuôn mặt vẫn còn hiện ra một nét sợ hãi tột cùng. Người làng sợ quá hét toáng lên, bỏ luôn cái xác Hai Lân mà chạy. Cuối cùng trưởng làng phải tự mình đứng ra lo liệu, vì chẳng ai dám đụng tới. Cái chết của Hai Lân làm cho không khí trong làng ảm đạm vô cùng. Ban ngày chẳng thấy người ra ngoài, hàng đêm đều nghe thấy tiếng khóc oán than của một người phụ nữ, tiếng chó sủa inh ỏi ở ngoài làng. Kèm theo đó là tiếng hò hét của đám người nào đó vang lên vô cùng ghê rợn. Nó tra tấn người dân đến sợ hãi, thất thần vô cùng. Tưởng chừng như câu chuyện chỉ như thế thì cả làng lại được một phen trúng động vì cái chết bất ngờ của bác trưởng làng. Ông ấy được người dân phát hiện ra chết ở nhà mình trong tư thế treo cổ, vô cùng kỳ lạ. Bởi vì cái xà ngang nhà rất là cao, bắt thang lên trò cột dây vào đó đã là chuyện khó khăn, trong khi hiện trường không hề thấy bất cứ một hiện vật gì ngoài xác người lơ lửng. Nó giống như một sức mạnh vô hình nào đó đã giết chết ông ấy vậy. Bác trưởng làng chết không nhắm mắt, khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi, dưới đũng quần bốc lên mùi xú uế rất nặng. Vợ con vì quá kinh sợ mà sau đám tang cũng rời bỏ căn nhà, không dám ở lại nữa. Cái chết của cả hai đều có nguyên do. Cái đêm mà vị phu nhân bị giết và hiếp, chú Hai Lân là người chứng kiến tất cả. Dù có lệnh đe dọa cấm ra ngoài, nhưng chú vẫn tò mò lén lút và bắt gặp cảnh tượng đó. Bà ấy nhìn chú hai bằng ánh mắt van nài, cầu cứu, nhưng chú không dám ra. Tuy vậy chú vẫn nán lại, chứng kiến tất cả tội ác. Cho đến khi bà ấy chết đi, ánh mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía Hai Lân. Chú chạy về nhà bác trưởng làng ngay trong đêm, kể lại chuyện này cho ông ấy nghe. Nhưng chính ông trưởng làng đã căn dặn là không được tiết lộ ra bên ngoài, cứ xem như không biết gì. Cái chết của Hai Lân rồi trưởng làng khiến cho bà con càng sợ hơn. Có người trục trịch muốn chuyển đi, có người thì lại trời khấn Phật cứu vớt. Hàng đêm vẫn nghe thấy những âm thanh vô cùng ghê rợn. Một sáng cuối thu, trong làng ngay cả tiếng chó sủa gà gái cũng không có, thì một vị hòa thượng từ phương xa đến. Ông ấy nhìn thấy oán khí bay mù mịt,
Xung quanh là từng làn khói đen bay lên. Vị hòa thượng chắp tay trước ngực mà nói: A Di Đà Phật, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Nếu có duyên gặp mặt thì ta sẽ giúp cho mọi người. Rồi ông đi vào trong làng, cảm nhận khung cảnh nơi đây vô cùng điều hiu. Ông tìm đến, tỏ ý muốn giúp đỡ. Bà con vui mừng không thôi. Vị hòa thượng yêu cầu đêm nay chuẩn bị một đàn lễ. Ông sẽ làm lễ cầu siêu, siêu độ cho những vong hồn vất vưởng trong làng. Đêm đầu tiên vị hòa thượng đi khắp làng, đến cái mộ chôn tập thể, ngồi gần đó mà đọc kinh cầu siêu, với ý định sẽ giảm bớt oán khí trên người cho họ. Cũng may những người này chưa tạo ra sát nghiệp gì, cho nên ông dễ dàng phong ấn họ vào trong một chiếc chuông đồng, rồi chôn ngay tại chỗ. Không phải là ông không muốn siêu độ cho họ, mà bởi vì trong lòng của họ còn chấp niệm chưa tan, nên không muốn đi đầu thai. Đêm thứ hai, ông chạm trán với oan hồn của vị phu nhân. Bây giờ ánh mắt của bà ấy đã chuyển sang một màu đỏ tươi như máu. Đứa bé bên cạnh vẫn giữ được nét hiền lành. Vị hòa thượng chắp tay niệm Phật, ngồi xếp bằng ngay trên nền đất, miệng nói: A Di Đà Phật, thí chủ đã tự giả cõi trần rồi, hà cớ chi còn ở lại gây ác nghiệp cho người vô tội. Buông bỏ chấp niệm, về cõi niết bàn với Phật đi. Ông im đi, ta hận tất cả các người. Chồng ta bị oan, chồng ta là trung thần, hà cớ sao lại đổ tội lên ông ấy? Hà cớ vì tru di cửu tộc, mẹ con ta trốn chui trốn lủi, cuối cùng cũng chết trong ô nhục, chết rồi còn bị hành hạ thân xác. Ai thấu cho nỗi đau này của ta? Phật ở đâu khi đó? Sao không giúp ta? Hả? Phật ở đâu? Nói xong, ánh mắt bà ấy đỏ rực thêm, oán khí tăng lên. Oan hồn đứa con bên cạnh vẫn vô tư không biết gì. Bà lại hét lên: Hôm nay ta giết tên trọc nhà ngươi, để xem Phật có hiện ra cứu ngươi hay không. Rồi bà ấy bay thẳng về phía vị hòa thượng, hai bàn tay hiện ra những chiếc móng đen đúa. Ông ấy vẫn bất dịch, lấy tràng hạt đeo trên tay rồi bắt đầu niệm chú nhanh hơn. Từ trên người ông, từng ánh hào quang vàng chối tỏa ra. Vị phu nhân vừa bay đến liền bị luồng hào quang ấy phản chiếu, hét lên một tiếng thất thanh. Bà ấy bị đánh bật văng ra xa, kêu gào thảm thiết. Vị hòa thượng vẫn không ngừng đọc kinh. Càng đọc thì ánh sáng trên người càng mạnh. Rồi vong hồn đứa con của vị phu nhân bỗng nhiên bị vòng ánh sáng bao bọc lấy, dần dần biến mất không còn tâm tích. Vị phu nhân thấy vậy thì gào thét lên: Trả con lại cho tao! Mày làm gì con tao hả? Thằng trọc kia, trả con lại cho tao! Không ngờ bà ấy lại tức giận như vậy. Khuôn mặt đau đớn, gằn lên từng sợi máu chạy ngang chạy dọc. Khắp người tỏa ra những làn oán khí vô cùng dày đặc, nhìn vào thật khiếp sợ. Vị phu nhân lúc này như biến thành một con ác quỷ từ dưới địa ngục. Vị hòa thượng vẫn chưa dừng lại, miệng ông vẫn đọc chú đều đều. Phu nhân tiến đến, đưa hai bàn tay đâm xuyên vào trong luồng ánh sáng đang bao bọc lấy hòa thượng, rồi nắm lấy cổ ông nhấc lên cao. Bà ta hét lên: Thằng trọc kia, mày chết đến nơi rồi, đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Hôm nay nơi đây, tao giết sạch đủ giả nhân chúng mày, đền mạng cho con tao đi. Rồi bà ấy thả vị hòa thượng xuống. Vừa chạm chân xuống đất thì bị một bàn tay sắc nhọn của vị phu nhân đâm xuyên qua bả vai. Từ bên này qua bên kia, máu chảy ra lênh láng. Vừa lúc đó có tiếng hét lên: Mẹ, mẹ, mẹ dừng tay lại đi, con không sao, con tự nguyện đi đầu thai về cõi Phật, dừng tay lại đi mẹ. Con của bà ấy đột nhiên hiện ra, người có luồng ánh sáng vàng giống như của vị hòa thượng vậy. Nó đang đứng cách đó không xa. Bà ấy rút cánh tay sắc nhọn ra khỏi vai vị hòa thượng. Ông ấy vẫn cắn chặt răng niệm chú, mặc cho máu vẫn chảy. Bà ấy toan chạy đến ôm lấy con
nhưng không được. Bà bỗng nhiên bật khóc rồi hét lên: Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại thành ra như thế này? Ông trời ơi, ông không có mắt hay sao chứ? Bà ấy vừa khóc vừa oán trách, oán khí lại tăng lên. Vị hòa thượng cắn gượng đi lại phía sau, nhanh tay dán một lá bùa vào lưng bà. Cả người chị phu nhân trung lên bần bật, cứ không ngừng gào thét. Hòa thượng lấy ra một bức tượng bằng đồng hình Phật, đọc chú và điểm chỉ nhanh chóng. Linh hồn vị phu nhân dần dần mờ nhạt đi, nhưng bà vẫn không ngừng nguyền rủa sư thầy, oán khí còn rất dày đặc. Sau khi phong ấn vào bức tượng, vẫn còn văng vẳng tiếng thét gào của bà. Linh hồn đứa con vẫn đứng gần đó. Nó đi đến trước mặt sư thầy, cúi đầu mà nói: Xin hãy tha cho mẹ của con. Bà ấy không phải người xấu đâu ạ. Con xin người. Ta không hại mẹ con đâu. Bức tượng này ta để cho dân làng thờ cúng, ngày ngày đọc kinh siêu độ cho bà ấy. Mong rằng quán khí trên người bà sẽ sớm tiêu tan và sớm ngày được đầu thai. Nếu ta mạnh mẽ cưỡng ép bà ấy, mọi chuyện chỉ càng xấu thêm thôi. Thôi con đi đi, lên đường bảo trọng. A-di-đà-phật. Vị sư thầy nói xong thì linh hồn đứa bé dần dần biến mất. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Ông vẫn ngồi tại chỗ, vết thương trên vai có vẻ khá nặng, oán khí bắt đầu xâm nhập trong người, nhưng ông vẫn cố gắng trì chú. Sáng sớm ngày hôm sau, dân làng đi ra, nhìn thấy vị sư thầy vẫn xếp bằng ngồi đó, cả người toát lên vẻ đạo mạo thuần khiết. Có người đi đến định hỏi thăm, nhưng họ phát hiện ra ông đã mất từ bao giờ rồi. Bên cạnh còn có một bức tượng đồng, phía sau dán một lá bùa, trên đất còn một hàng chữ. Một người biết chữ trong làng đi lên bập bẹ đọc: Dựng miếu thờ cúng bức tượng này, ngày ngày hương hỏa, lòng thành cúng bái. Người dân quỳ xuống cúi đầu với vị hòa thượng, sau đó đem xác ông đi hỏa thiêu. Từ trong đống tro cốt tìm thấy một viên xá lợi đang phát ra ánh sáng óng ánh. Người dân ngạc nhiên vô cùng, liền làm theo lời dặn của ông, gom góp tiền xây dựng nên một ngôi miếu thờ vô cùng lớn, đặt bức tượng Phật và xá lợi của ông vào trong đó. Ngày ngày có người trông coi, quét dọn, hương khói. Tuy nhiên hàng đêm người trong làng vẫn thường nghe loáng thoáng thấy tiếng hét của vị phu nhân nọ. Còn nơi hố chôn tập thể, những oan hồn tướng sĩ bị phong ấn nằm lại ở nơi đó. Người dân không biết làm cách nào, đành bỏ hoang khu đất, cấm tuyệt đối không được ai bén mảng tới. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, những cơn mưa như trút nước làm cho ngôi mộ dần dần lún xuống, nước đọng lại tạo thành một cái ao nhỏ. Rồi từ đâu xuất hiện mấy con cá trê nhỏ đào hang sâu phía dưới, sau đó chúng ăn thịt thối rữa, cứ thế sinh sống từ đời này qua đời khác. Người dân cũng không hay biết cái ao đã được hình thành từ lúc nào. Và những oan hồn gì đó mà không ai thờ phụng cúng bái, cho nên nhiều thế hệ qua đi, trong lòng họ dần sinh ra oán khí. Vì vậy mới có việc làm loạn ở nhà của ông Thành. Quay trở lại câu chuyện ở nhà mình, ông Thành thoát ra khỏi ký ức của vị tướng quân, khóe mắt ương ước vì cảm động. Ông chắp tay về phía trước, cúi chào vị tướng quân Khải, rồi nói: Thật không ngờ cái bi kịch này đã xảy ra từ lâu như vậy. Nếu như ta không về đây, thì chẳng có ai phát hiện ra cái ao ở trên mảnh đất này mất. Thôi thì mọi nỗi niềm ta đã giải bày. Ta đi hội họp cùng các chiến hữu đây. Xin ông hãy chăm sóc tốt cho ngôi miếu. Nói rồi, vị tướng quân dần mờ nhạt đến khi biến mất hẳn đi. Cái ao bỗng trút hết nước, lộ ra phần đáy sâu đến đầu gối. Phía dưới lũ cá cũng biến mất đi, chỉ còn lại những bộ xương mục mà thôi. Sáng hôm sau, ông Thành thông báo cho mọi người rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Ngày hôm đó ông đến miếu thờ của làng.
Khác với tưởng tượng, người dân hình như không mặn mà với ngôi miếu nữa. Màn nhện giăng kín, cây cỏ leo khắp nơi, lá mục dày tới mắt cá chân. Ông Thành quét dọn mất một ngày mới xong. Nhìn lại bức tượng và viên xá lợi vẫn còn thờ trên đó, ông chỉ khẽ đằng hắn mà cảm thán. Ông thắp hương cúi lại một cái rồi trở về nhà, nhưng trong lòng canh cánh nỗi buồn khôn tả. Ông và Mạnh mua gỗ làm một căn nhà khá to, rồi đưa vợ con chuyển qua bên đó để sống. Thấm thoát ở đây cũng được 2 tháng, người trong làng và quanh vùng dần dần biết đến tiếng tăm của ông. Nhiều người từ nơi khác đến mời đi trừ tà, xem đất, xem phong thủy cho nhà họ, nên cuộc sống cũng đỡ khó khăn. Rồi không biết từ lúc nào, ông Thành tự nhiên trở thành cái người canh miếu thờ của làng. Cứ hễ thời gian rảnh thì ông lại đi ra miếu quét dọn, thắp hương, chăm bón cho những cái cây trong khuôn viên. Nhiều người trong làng thấy thì mới đầu cũng bàn ra tán vào, nhưng dần dà thành thói quen và động lực để người ta cùng chung tay góp sức. Thời gian trôi đi, năm này qua năm khác, ông vẫn làm công việc của mình. Còn Tuyết với thằng Nam thì ngày một khôn lớn, được cho ăn học đàng hoàng. Mạnh và Hoa cũng đã lập gia đình. Thời gian sau, Tuyết đã là một cô thiếu nữ, lấy người chồng cùng làng, rồi sinh ra Tuấn. Quay trở về với thực tại, ông tôi bắt đầu đã có tuổi và không còn đi trừ tà nữa. Ông suốt ngày càm ràm buồn chán, ngồi không buồn tay buồn chân, lại ra miếu dọn dẹp rồi vậy. Tôi thì lại nghiễm nhiên trở thành đệ tử của ông, ngày ngày theo học vẽ bùa đọc chú. Nhiều khi mẹ tôi qua nhà ông rồi nói đùa với ông: "Bố làm hư thằng Tuấn mất thôi bố à." "Cứ cho nó học, cái nghề này nuôi cô lớn lên từng ngày đó, nghe chưa?" Mẹ tôi cũng không cấm cản gì, chỉ là sợ bỏ bê việc học của tôi mà thôi. Thoáng cái lại thêm 4 cái xuân nữa qua đi. Lúc này tôi lên 12 tuổi. Mọi việc trong làng vẫn bình yên. Tôi một buổi đi học, một buổi lại trông em, cho qua ông học bùa chú. Nhưng bỗng có một ngày cuối đông, vào buổi sáng sớm, hôm đó tôi ngủ lại nhà ông nên cũng bị đánh thức dậy. Bên ngoài có tiếng người gọi cửa: "Ông Thành, ông Thành ơi, có chuyện rồi ông Thành à?" Ông đang quét dọn sân, nghe người gọi thì trả lời ngay: "Đứa nào đó, đợi ông chút." Hóa ra là anh Thắng, con của trưởng làng. Vừa thấy ông mở cửa ra thì anh Thắng thở hổn hển mà nói: "Ông Thành ơi, có chuyện không hay rồi, có chuyện lớn rồi ông ơi." Tôi khá tò mò nên ngồi dậy đi ra hóng chuyện. Ông tôi vỗ vỗ lưng cho anh mấy cái rồi mới nói tiếp: "Cái thằng, có chuyện gì cứ từ từ nói, sao mà thở gấp vậy?" Tôi cũng chạy đi lấy cho anh cốc nước. Tu một hơi, anh mới nói tiếp được: "Ông ơi, cái viên xá lợi với bức tượng Phật ở bên trong miếu làng á, bị ăn trộm mất rồi. Tượng Phật mất luôn, xá lợi cũng mất rồi." Ông tôi nghe như vậy thì giật bắn mình, hỏi lại ngay: "Mày nói cái gì? Viên xá lợi với bức tượng mất rồi sao? Có phải không? Có thật không?" "Dạ mất rồi ơi, mất cả rồi. Sáng nay cháu đến dọn dẹp á, thì thấy bác Hùng trực miếu xỉu ở trước cửa, trong miếu tang quan. Hai cái thứ đó biến mất rồi, không biết lại đang trộm trong." Ông tôi bần thần cả người, lùi lại mấy bước: "Không ổn rồi, đại quả rồi. Đi tới miếu kia đã." Ông tôi với anh Thắng chạy đi ngay, tôi cũng theo sau. Ba người chúng tôi đến miếu thì thấy bà con tập trung khá là đông, ai cũng bàn tán xôn xao. Thấy ông đến, mọi người liền nhường đường, vì bây giờ rất là có tiếng tăm và được mọi người tôn trọng vô cùng. Ông đi vào nhìn lên cái bệ thờ, chỉ còn lại 2 dấu vết của đế tượng và hộp gỗ xá lợi mà thôi. Bát nhang cũng bị đập bể tan tành. Ông tôi xem xét một lúc rồi đi ra nói: "Chuyện mất đồ ở miếu á, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra 2 thứ đó, nếu không ắt sẽ đại họa khôn lường đó. Nhân lúc bà con ở đây, tôi xin nói thẳng, bức tượng Phật đó chính là phong ấn linh hồn của một con quỷ, ác độc vô cùng. Nếu chẳng may thả nó ra ngoài thì điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Viên xá lợi kia cũng có tác dụng trấn áp quán khí của nó bao thế hệ rồi. Bà con trong làng nếu ai trót dại lấy chúng đi thì xin đem trả lại, nếu không sẽ có rất nhiều người phải chết đó. Ông nhìn xuống bà con một lượt, nhưng chẳng ai nhận cả. Ông đoán người trong làng lấy thôi, vì ở miếu còn có một bác bảo vệ rất khỏe mạnh và minh mẫn. Lấy đi hai thứ đồ thì chắc chắn phải thông thạo địa hình và theo dõi nhất cử nhất động để đợi sơ hở rồi mới đột nhập. Người dân nghe ông phân tích thì hoang mang vô cùng. Tuy trước kia họ không còn mặn mà với cái miếu làng nữa, nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ có ý định ăn cắp vật thờ tự bên trong. Họ cứ bàn tán xôn xao. Ông thì lo lắng, trên đường về nhà cứ thở dài mãi không thôi. Tôi chạy theo ông hỏi: cái chuyện này có phải là tai họa không ông? Có khi nào con quỷ trong bức tượng được giải thoát không? Ông cũng chưa rõ nữa. Mong rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu con quỷ được thả ra, ông e sẽ có rất nhiều người chết. Vì vốn dĩ ông không biết sức mạnh của nó đến như thế nào, cũng không biết sau bao nhiêu năm quán khí của nó có giảm bớt hay không nữa. Hai ông cháu tui thủi đi về nhà, trong lòng nặng trĩu tâm tư. Bà con trong làng thì tổ chức một nhóm thanh niên cỡ hơn 10 người, do bác trưởng làng và anh Thắng dẫn đầu, đi từng nhà lục soát. Trước khi đi, bác trưởng làng có thông báo. Thông báo với bà con trong làng: vì sự việc mất tượng Phật và xá lợi trong miếu thờ, thế cho nên tôi xin phép đại diện cho làng đi lục soát từng hộ để xem có phát hiện được cái gì hay không. Mong bà con phối hợp với chúng tôi. Ai nấy nghe vậy thì cũng đồng tình, vì họ nghĩ rằng mình không ăn cắp thì chẳng việc gì phải sợ. Ông tôi cũng tham gia, tôi liền đi theo. Mẹ thấy thế thì quát lên: thằng kia, mày không lo học hành á mà chạy lông nhông làm gì vậy? Chuyện là chuyện của người lớn. Mẹ cho con đi theo ông đi, tối con dậy con học, đang được nghỉ học mà mẹ. Thế là tôi chạy theo đoàn người đi xét nhà, nhưng đi đến trưa vẫn không phát hiện được gì. Chỉ còn mỗi căn nhà cuối cùng, chính là nhà chú Hoạt. Chú này mới từ trên tỉnh chuyển về đây sinh sống, gia đình 10 người, cả nam lẫn nữ. Khi đứng trước cổng nhà chú Hoạt thì bác trưởng làng hỏi ông tôi: bác Thành à, nhà chú Hoạt này mới về đây không lâu, chắc chú ấy chẳng có gan làm mấy cái chuyện này đâu. Có khi nào người ngoài vào làng hay không bác? Đã kiểm tra đó thì cứ kiểm tra cho trót đi. Vì ông có tiếng nói nên bác trưởng làng cũng nghe lời. Nghe có người gõ cửa, chú Hoạt liền chạy ra, nhanh nhẩu nói: nhà em đây nè bác, các chú cứ kiểm tra thoải mái đi ạ. Nhà em mới về không lâu, nhưng mà cũng rất xem trọng miếu làng của mình. Mời mọi người. Sau khi lục soát một hồi thật lâu, cũng không tìm được manh mối gì cả. Nhưng mà dường như tôi có cảm giác ông tôi đã phát hiện được cái gì đó. Khuôn mặt lúc giãn ra, lúc thì nhăn lại, đang suy tính điều gì đây. Lục soát nhà chú Hoạt xong xuôi thì ra về. Ông và bác trưởng làng vừa đi vừa thảo luận. Đến khi về tới nhà, tôi mới hỏi ông: ông ơi, có phải ông phát hiện ra gì không? Lúc nãy nhà chú Hoạt á, con thấy mặt ông nhăn nhó khó chịu lắm. Cũng không biết chuyện gì nữa, nhưng mà vào nhà chú ấy trông khá là bức bối đó. Giống như có một luồng sức mạnh tà ác nào đó đang ẩn nấp bên trong. Cái này chúng ta phải lén đút hành động thôi. Đêm nay ông sẽ đến nhà chú ấy quan sát. Tôi nghe vậy thì háo hức vô cùng, nhưng mà ông nhìn ra được ý định của tôi nên đánh phủ đầu. Tối ở nhà mà ngủ đi, không có được đi theo ông. Ra bên ngoài ban đêm nguy hiểm vô cùng đó nghe chưa. Tôi nghe vậy thì tiêu nghỉu không thôi. Tối đến, tôi vờ lên giường ngủ sớm. Ông thì ngồi bên ngoài uống nước, đợi đến nửa đêm, đeo theo cái túi đồ nghề rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Tôi theo dõi từ nãy tới giờ, vừa thấy ông ra ngoài thì nhặt dép lên kẹp nách rồi lẻn theo phía sau. Ông lầm lũi đi đến nhà chú Hoạt, nhưng được một lúc thì chợt ông khựng lại nói: cái thằng tranh kia ra đây, lén lút làm cái gì? Mày to gan quá rồi đó.
Hôm sau về ông nói bố mẹ mày cho một trận mới được à. Ông lợi hại quá à. Ông cháu là nhất á. Tôi không cần nịnh đâu. Đi theo ông nhanh lên. Nè, không có được làm bậy bạ. Nếu ông bảo làm cái gì thì làm theo lời, nghe chưa? Tôi gật đầu rồi vâng dạ. Hai ông cháu lầm lũi trong đêm. Khi đến trước nhà chú Hoàng, ông chợt nói: Không hay rồi, ngôi nhà này bị quán khí bao phủ. Chắc chắn là thằng Hoạt nó gỡ là bùa trấn tà phía sau lưng của bức tượng rồi. Biết ngay mà. Lúc sáng ông đã nói đừng nhìn mặt mà đánh giá con người. Bây giờ thì to chuyện rồi. Ông chạy vội đến trước cổng. Tôi thì chỉ nhìn thấy một chút làn khói mờ đang bay lẩn quẩn trước mặt. Ông móc ra trong túi một ít vật dụng rồi nói với tôi: Bây giờ việc trước mắt chính là phải phong ấn ngôi nhà này vào trong trận pháp. Nếu để con quỷ thoát ra ngoài thì coi như chúng ta không làm gì được nó cả. Ông đã chuẩn bị rồi. Con cầm mấy cái cọc tre này đóng xuống bốn góc nhà cho ông, rồi lấy cuộn chỉ đỏ nối chúng lại với nhau, dán bốn lá bùa này vào bốn đầu cọc tre, rồi kéo dây chỉ về cổng cho ông. Tôi làm theo, đóng thật nhanh vào góc nhà, rồi kéo chỉ nối chúng lại với nhau về phía trước cho ông. Khi dây chỉ tôi kéo về, ông chia ra hai bên, sau đó lấy 7 đồng xu sâu vào trong, rồi nói tiếp: Con đợi ở bên ngoài, cầm lấy cái chuông này. Sau khi ông đi vào thì nối hai đầu chỉ lại. Đây là cửa sinh của sát trận. Nếu như chuông rung lên thì mở ra cho ông. Còn gần sáng không thấy ông ra thì con chạy về nhà trước, mặc kệ ông, nghe chưa? Tôi nghe vậy thì giữ tay áo ông lại. Ông ơi, cho con vô với. Có chuyện gì con còn giúp đỡ được không? Chứ không một mình ông làm sao được. Không được. Trong này con biết có con quỷ mạnh cỡ nào hay không? Ngay cả ông cũng không tự tin để chiến đấu thắng nó được. Con nhìn ngôi nhà này bị quán khí bao phủ, chứng tỏ nó rất là mạnh rồi. Nghe lời ông sẽ không sao đâu. Rồi ông đi vào bên trong nhà chú Hoàng. Cánh cổng thế mà tự nhiên mở ra, giống như có người trực sẵn vậy. Ông vừa quất thì nó cũng tự khép lại. Tôi kéo hai đầu sợi chỉ đỏ nối lại với nhau, rồi treo cái chuông lên. Nhưng sau đó không biết suy nghĩ như thế nào, tôi lại mở hai đầu chỉ ra, bước qua cho cột chuông lên. Tôi không thể để ông một mình trong đó được. Đi đến cánh cổng cũng giống như lúc trước, nó tự động mở ra đóng lại khi tôi bước qua. Đứng ở trong có cảm giác như đang bước xuống cõi âm ti vậy. Bên trong nhà chú Hoạt, từng làn sương mù bay lởn vởn, chẳng nhìn rõ được sự vật phía trước. Tôi lần theo trí nhớ lúc sáng để đi vào trong nhà chính, thì bỗng nghe tiếng của ông quát lên: Dừng tay lại đi. Bao nhiêu thế hệ trôi qua rồi, tại sao quán khí trong lòng bà còn lớn như vậy? Bao nhiêu năm qua làng chúng tôi cung phụng, thật tâm cúng bái bà, sao bà còn ra tay độc ác chứ? Tôi nghe thế thì lần theo đi được vào bên trong nhà. Ông đang cầm một ngọn đèn nhỏ, sương mù xung quanh bị ngọn đèn đó xua cho dạt ra. Phía trước là một người phụ nữ khá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ tà ác vô cùng. Bà ta có ánh mắt đỏ chót và thân thể đang tỏa ra những làn khói đen quỷ dị. Tôi đoán rằng đây chính là con quỷ bên trong tượng Phật, cũng chính là vị phu nhân theo lời ông tôi kể. Ông còn đang khuyên bảo bà ta thì bất chợt im bặt vì nhận ra sự có mặt của tôi. Ông quay lại quát: Ôi, thằng tranh con kia, không phải ông bảo mày ở ngoài chờ ông hay sao? Sao mày lì quá vậy? Muốn ông tức chết mới vừa lòng phải không? Ông một mình đi vô trong này á, con không yên tâm chút nào hết. Phía đối diện, dưới chân con quỷ, chính là chú Hoạt đang nằm sóng xoài dưới đất. Trên đầu máu chảy ra ướt đỏ cả nền nhà. Tôi đoán chắc lành ít dữ nhiều rồi. Bên cạnh đó, người nhà chú đang quỳ dưới đất với ánh mắt kinh sợ vô cùng. Ông thấy tôi đứng ngẩn ngơ ở đó thì e hèm một cái, cha giấu cho đi đến gần, rồi nói: Bây giờ ông quấn lấy nó, cháu tranh thủ cứu người nhà chú Hoạt ra ngoài, nghe chưa? Chú Hoạt bị nó giết chết rồi. Nếu chúng ta không nhanh thì nó giết hết người đó.
Một khi nó giết hết người ở nơi này, ông cháu ta cũng chịu chung số phận thôi. Ông lấy cây kiếm tiện xu ra, niệm chú rồi ném mạnh nó về phía con quỷ. Châu chấu mà đòi đá xe sao? Tên trọc kia hắn còn chưa làm gì được ta, thì tên đạo sĩ thối với đạo hạnh thấp kém nhà ngươi dám múa triệu qua mắt thợ hả? Ông không nói gì, vẫn niệm chú điều khiển thanh kiếm lao về phía con quỷ. Nó không hề né tránh mà lấy tay đỡ lấy, rồi bất chợt hét lên: Không thể nào, tại sao thanh kiếm này lại mạnh như vậy? Bà ta hét lên đau đớn, cánh tay bị chém rạch một đoạn, từng làn khói đen từ bên trong bay ra. Ông vẫn tiếp tục điều khiển thanh kiếm lao lên chém tiếp. Tôi nhân cơ hội đi đến kéo mấy người nhà chú Hoạt chạy trốn. Nhưng mà mới được một đoạn thì ba bốn người phía sau tôi tự nhiên bay lơ lửng trên không. Ông tôi mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn niệm chú điều khiển thanh kiếm tấn công. Bốn người bị kéo lên trên cao, tay cứ ôm lấy cổ như muốn thoát ra nhưng không được. Tôi thấy thế định chạy lại kéo họ xuống, thì giống như bị một luồng sức mạnh vô cùng lớn đập thẳng vào ngực, văng ra phía xa, lăn mấy vòng trên đất. Ngực đau rát như một quả búa tạ vừa đập vô vậy. Ông tôi hét lên: Còn có sao không? Đứng dậy ông coi. Nhưng ngực tôi đau đớn vô cùng. Cuối cùng tôi vẫn cố gắng gượng đứng lên, cho cô nói: Dạ con không sao đâu ông, con không sao. Ông thấy tôi như vậy thì thở phào, nhưng cũng vì tình thế mà bị đập cho một cái bay vào góc nhà. Thanh kiếm mất người điều khiển cũng rơi xuống. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng, đến chạy lại chỗ ông, thì phía sau vang lên mấy tiếng bịch bịch. Bốn người trên cao bị thả xuống, cổ của họ đã ngoẹo sang một bên. Những người còn lại sợ quá thì chạy tứ tán. Con quỷ lúc này khuôn mặt hiện lên một màu đỏ vô cùng kinh khủng. Hai con mắt nó bừng bừng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Ông đã đứng dậy được, ôm ngực ho mấy cái. Thanh kiếm tự động bay về phía tay mình. Ông liền cắt máu tay nhỏ máu vào nó. Lần này thanh kiếm phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ông liền cầm kiếm trực tiếp lao lên, đánh trực diện với con quỷ. Tôi lựa một góc khuất để đứng. Những người nhà chú Hoạt tìm cách thoát ra ngoài, nhưng vô ích thôi, vì cánh cửa chính đã tự động khép lại từ lâu, có kéo như thế nào cũng bằng không. Bây giờ chỉ lo cho an nguy của ông mà thôi. Ông đánh nhau bất phân thắng bại với con quỷ, nhưng tôi nhìn thấy mồ hôi trên người ông rơi xuống càng lúc càng nhiều. Vì đã có tuổi nên sức khỏe không còn được như trước nữa. Tôi bỗng nhớ tới việc nước tiểu đồng tử là kiêng kỵ với ma quỷ, liền nhặt vội một cái chén uống nước lăn lóc trên đất, kéo quần rồi tè vô. Đợi khi ông và con quỷ tách nhau ra, tôi nhanh chân chạy đến tạt mạnh vào người nó một cái. Và tôi chỉ nghe một tiếng xèo phát ra, con quỷ hét lên đau đớn. Nó gào thét lăn trên đất. Chỗ nào dính nước tiểu của tôi thì bắt đầu lở loét bốc khối hôi thối. Ông tiến tới chỗ tôi, sau khi sờ nắng tay chân không có việc gì mới an tâm. Ông nói: Nó rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Mấy người nó vừa giết đây đã tăng sức mạnh cho nó lớn lắm rồi. Nếu như ông không tiêu diệt được nó, con hãy chạy thoát ra trước đi nghe. Ông đưa cho tôi một lá bùa màu đỏ cho nói tiếp: Dán lá bùa này vào cánh cổng thì có thể mở nó ra được. Ông ra thì con ra, ông không ra con không ra đâu. Không biết có sống ra được cổ đây hay không, con đừng có ngu như vậy. Ông già rồi chết không sao, con còn trẻ, còn có rất nhiều tương lai phía trước đó. Trong lúc ông cháu tôi nói chuyện thì con quỷ đã đứng dậy được. Nó hét lên: Hôm nay tao giết hai ông cháu nhà mày, tao giết hết chúng mày. Rồi nó lại lao lên đánh mạnh về phía ông. Tôi bị bất ngờ nên chỉ ú ớ đứng chôn chân tại chỗ. Ông đẩy mạnh tôi một cái, nhưng cùng lúc đó ngực ông cũng dính một đoạn, miệng học ra một ngụm máu rồi đập mình vào cây cột nhà. Tôi chạy đến đỡ ông thì cũng bị tương tự. Tiếp đó nó nhấc bổng mấy người nhà chú Hoạt lên cao, rồi đồng loạt thả họ rơi xuống. Lực rơi vô cùng lớn,
nên cổ của họ ngoẹo qua một bên, ánh mắt còn mở ra trừng trừng. Nó nhìn hai ông cháu mà cười gằn. Bây giờ tới lượt chúng mày đây. Khuôn mặt của nó tà ác vô cùng, tà áo màu đỏ bay phấp phới. Nó nhấc bổng hai ông cháu lên cao rồi nói tiếp. Hai đứa chúng mày dám cản đường của tao, tao giết. Tôi nhủ thầm trong lòng, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt mọi người. Thả cháu tao ra, mày muốn làm gì tao thì làm. Ông ơi, con không sợ chết đâu, con không sợ con quỷ này. À, tốt lắm, được vậy thì tao cho mày toại nguyện. Nó nói xong thì cổ tôi như có một cái gọng kìm kẹp chặt lại, dần dần siết lại, không thể thở được. Ông bên cạnh thì giãy giụa để thoát ra, nhưng cũng bất lực. Rồi ý thức của tôi dần dần mơ hồ. Thì đúng lúc đó, từ phía sau bỗng nhiên nghe một tiếng niệm Phật phát ra. A Di Đà Phật, buông bỏ chấp niệm đi. Bao nhiêu năm qua rồi, không lẽ ngươi vẫn còn cố chấp sao? Cổ tôi dần được thả lỏng, hai ông cháu rơi xuống đất. Tôi cố gượng dậy, ngồi đỡ lấy ông. Phía sau chẳng biết từ khi nào xuất hiện ra một vị hòa thượng, đang xếp bằng dưới đất mà đọc kinh. Con quỷ bay đến trước mặt ông ta. Tên trọc kia, chỉ tại nhà ngươi mà năm đó khiến ta bị nhốt tới bây giờ. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, đền bù cho những gì ngươi gây ra cho ta. Vị hòa thượng vẫn không mở mắt, miệng nói: Không phải dòng họ của kẻ đã giết mẹ con ngươi năm đó đã chết rồi sao? Hơn 10 mạng người con cháu của kẻ đó đều bị ngươi giết rồi, cớ sao không buông bỏ chấp niệm chứ? Vậy năm đó hắn giết ta, hãm hiếp ta, thì tại sao hắn không nghĩ đến ngày hôm nay đi? Hoàng hoàng tường bảo, đến khi nào mới giải hết đây? Quay đầu là bờ, quan niệm chỉ là bể khổ mà thôi. Người im đi, đừng nói nữa, người im ngay cho ta. Bất chợt một đứa trẻ cỡ tầm tuổi với tôi xuất hiện bên cạnh vị hòa thượng. Nó chắp tay trước ngực rồi nói: Mẹ, dừng lại đi mẹ, đừng làm điều ác nữa. Đi cùng con đi, đi về cõi Phật cùng với con đi mẹ. Bao nhiêu năm qua con luôn nhớ mẹ biết bao. Con quỷ nhận ra đó là giọng của con trai mình, ánh mắt trở nên hiền hòa vô cùng. Nó nhìn con trìu mến rồi bật khóc lên nức nở, vẫy tay mà nói: Con trai ngoan, mẹ nhớ con lắm, lại đây với mẹ đi con trai. Đứa bé bước về phía trước rồi xà vào lòng con quỷ. Hai mẹ con ôm nhau được một lúc lâu thì đột nhiên oán khí màu đen trên người bà ta dần dần biến mất. Bây giờ tôi nhìn thấy bà ấy toát lên một vẻ thanh cao vô cùng. Lúc này mới hiểu ra, đây mới chính là vị phu nhân năm đó. Vị hòa thượng lúc này đứng dậy chắp tay mà nói: A Di Đà Phật, chúc mừng mẹ con các ngươi đoàn tụ. Tuy muộn màng, nhưng ta mong rằng kiếp sau hai người vẫn giữ được sợi dây tình cảm sâu đậm này. Cảm ơn ngài, cảm ơn lòng bao dung của ngài. Tôi biết sai rồi, chấp niệm của tôi giờ cũng đã tiêu tan. Tôi xin đi cùng con của tôi. Nói xong, hai mẹ con dần biến mất. Vị hòa thượng nhìn thấy thế thì mỉm cười, rồi sau đó quay nhìn về phía ông cháu chúng tôi. A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ đã trượng nghĩa ra tay. Kiếp này của ta đã hoàn thành xong, hai người bảo trọng. Nói xong, các người ông ấy biến thành hàng ngàn vạn chấm sáng li ti, lan tỏa vào trong không khí. Ngực của tôi đang đau đột nhiên hết hẳn, ông tôi cũng vậy. Căn nhà chú Hoạt sương mù bay đi hết. Cùng lúc đó tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời đã sáng. Hai ông cháu tôi đi lại chỗ viên xá lợi, nó không còn vẻ hào quang như trước mà đã xám lại,
bên trên có nhiều vết nứt li ti. Bức tượng Phật thì lăn lóc cách đó không xa. Bên cạnh còn có lá bùa phong ấn đã bị xé đi. Ông nói với tôi: "Đi ra ngoài đi, vậy thông báo cho bà con biết đã tìm ra thủ phạm. Và thủ phạm cũng đã đền tội rồi." Sau này tôi mới biết nhà chú Hoạt chính là con cháu của tên tướng quân trước đây giết chết vị phu nhân và tướng quân Khải. Thật không ngờ nhân quả luân hồi một vòng lẫn quẩn. Còn nhà chú Hoạt ăn cắp tượng Phật là vì chúng ta muốn bán kiếm tiền để đánh bạc mà thôi. Bức tượng Phật và viên xá lợi được ông tôi đem về miếu tiếp tục thờ phụng. Mặc dù biết rằng nó không còn tác dụng gì nữa, nhưng vẫn rất tôn sùng. Thời gian trôi qua bình yên, ông đã lớn tuổi hơn, tôi cũng dần trưởng thành hơn. Chỉ có điều tôi không làm công việc trừ tà như ông tôi mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Vùng Quê Có Ma của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.